Xin chào quý thính giả đang nghe audio Tiểu Phong. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Bắt Đầu Trở Thành Phong Chủ, đánh dấu thánh cảnh tu vi, tác giả Thỏ Tử Cật Tây Qua. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin cảm ơn. Chương 161, Tiên Giới Rơi Xuống Trứng. Cảm ứng được sự thăm dò của mình bị ngăn cản trệ, nữ đế hư ảnh cũng không có tiếp tục, đình chỉ nhìn trộm. Chỉ là ánh mắt kia vẫn là nhìn phía xa Trần Lạc. Trần Lạc cũng không chút nào sợ, trực tiếp cùng nữ đế hư ảnh đối mặt lên. Sau một lát, nữ đế hư ảnh khóe miệng tựa hồ dương lên có chút đường cong, nhất thời, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng ảm đạm phai mờ. Nàng cười, tại đối với ta cười. Trần Lạc ngẩn người. Cảm giác ta bị sai sao? Trần Lạc tiếp lấy dụi dụi con mắt, muốn nhìn rõ có phải là hay không ảo giác. Bá bá bá. Ngay tại Trần Lạc chuẩn bị nhìn lại thời điểm, nữ đế hư ảnh tiếp lấy hóa thành một đoàn lưu quang, mang theo Tiêu Phàm còn sót lại linh hồn lực lượng trực tiếp rời đi. Lạc Ly, ngươi thấy được sao? Vừa mới cái kia nữ đế hư ảnh tựa như là cười. Trần Lạc hỏi tiếp hướng về phía bên cạnh mộ Lạc Ly. Chỉ là, luôn luôn cực kỳ hoạt bát mộ Lạc Ly hiếm thấy không có trả lời Trần Lạc. Trần Lạc tiếp lấy xoay người, phát hiện, mộ Lạc Ly đã là ngất đi, bên cạnh hồ mai diễm đồng dạng là như thế. Hai cỗ rung động lòng người thân thể mềm mại nằm ở Trần Lạc bên cạnh, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Trần Lạc lập tức cho hai người kiểm tra thân thể, phát hiện, chỉ là tâm thần nhận lấy chấn nhiếp, cũng không có vấn đề gì. Đại đế khủng bố như vậy sao? Chỉ là một cái pháp chỉ, chính là có thể tùy tiện chấn áp hết thảy. Nhìn trước mắt đồng dạng là ngất đi hồ mai diễm, Trần Lạc tâm lý một mảnh trầm trọng. Hồ mai diễm thế nhưng là đại thánh cửu trọng thiên tuyệt đỉnh đại thánh, thực lực mạnh mẽ, vậy mà đồng dạng là không có phản chế chi lực. Bất quá, cái này nữ đế tựa hồ đối với chính mình cũng không có cái gì ác ý, Trần Lạc trong lòng nghĩ nói. Hắn cảm nhận được, cái hư ảnh này tuyệt đối là cực kỳ cường hãn, nếu là đối chính mình có ác ý lời nói, chính mình tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đứng ở chỗ này. Còn có sau cùng cái kia nụ cười, Trần Lạc trong đầu quanh quẩn cái kia cơ hồ là khiến thiên địa thất sắc nụ cười, thật lâu không nói. Được rồi, về sau vẫn là khiêm tốn một chút đi, Trần Lạc tiếp lấy đè xuống trong lòng mình suy nghĩ, cho bên cạnh hồ mai diễm cùng mộ Lạc Ly ăn vào trị liệu tâm thần đan dược. Rất nhanh, hai người đều là tỉnh lại, chỉ là sắc mặt vẫn là trắng xám vô cùng, tựa hồ đắm chìm trong vừa mới khủng bố đế uy bên trong. Mấy người tiếp lấy nhanh chóng chạy tới Tiêu Phàm rời đi nơi sơn cốc. Lúc này, nơi này đã là san bằng thành đất bằng, không có chút nào sinh cơ. Hiển nhiên là luân hồi sinh tử đồ, khủng bố thế công đem hết thảy sinh cơ đều nuốt sống. Không tệ, Tiêu Phàm cực đạo đế binh còn không có mang đi. Trần Lạc tiếp lấy nhìn về phía Tiêu Phàm thi thể bên trên huyết thần kích. Tiêu Phàm thi thể cùng tiểu thành hoang cổ thánh thể nhục thân đã là vỡ vụn không chịu nổi, hoàn toàn không có khí tức. Trần Lạc tay phải vung lên, ẩn chứa khí tức khủng bố huyết thần kích trong nháy mắt đến Trần Lạc trong tay. Huyết thần kích bắt tay trong nháy mắt, Trần Lạc chính là cảm thấy huyết thần kích bên trong ngập trời khí huyết chi lực, tại huyết thần kích bên trong tựa hồ còn ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí. Cái này huyết thần kích uy lực viễn siêu mình Dương Viêm đế kiếm, Trần Lạc trong lòng nghĩ nói. Tiêu Phàm thực lực quá yếu, căn bản là không có cách phát huy cái này huyết thần kích lực lượng. Sư tôn, Tiêu Phàm không gian giới chỉ cũng không có mang đi. Mộ Lạc Ly nhìn về phía Tiêu Phàm, thi thể chỗ lóe lên một cái lấy lưu quang không gian giới chỉ nói. Trần Lạc ánh mắt sáng lên, thiên mệnh nhân vật chính không gian giới chỉ. Ngay sau đó, Trần Lạc tay phải vung lên, lần nữa đem Tiêu Phàm không gian giới chỉ cầm lên. 20 mấy vạn cực phẩm linh thạch, còn có một số thánh phẩm linh dược, thánh binh, cùng một số đỉnh cấp thánh giai bí thuật. Nghèo như vậy, nhìn lấy trong không gian giới chỉ những thứ này rách dưới, Trần Lạc tâm lý một trận ghét bỏ chi sắc. Đường đường thiên mệnh chi tử, không gian giới chỉ những thứ này rách dưới, đánh ra ăn mày đây. Trần Lạc khẽ lắc đầu, tất cả đều thu vào, thịt mũi cũng là thịt. Đúng lúc này, Trần Lạc tại trong không gian giới, chỉ nơi hẻo lánh thấy được 8 cái trang lấy màu vàng sáng chói huyết dịch bình ngọc. Lấy ra bình ngọc, Trần Lạc phát hiện bên trong dòng máu vàng tựa hồ ẩn chứa cực kỳ khí thế khủng bố. Chủ nhân, lúc này hoang cổ thánh thể tinh huyết. Bên cạnh hồ mai diễm ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Trần Lạc, trong tay thánh thể tinh huyết, phảng phất là đang nhìn cái gì có hiếm thấy chân bảo một dạng. Thánh thể tinh huyết, Trần Lạc hai mắt nhỏ hí, bất quá, cái này tinh huyết chính mình lấy ra cũng không có tác dụng gì à. Chủ nhân, chúng ta linh hồ tộc tại 8.000 năm trước đạt được một cái thần bí trứng, nếu là có hoang cổ thánh thể tinh huyết mà nói, có thể mau sớm trứng nở, chúng ta muốn đem cái này chí bảo hiến cho chủ nhân. Bên cạnh hồ mai diễm tiếp lấy cắn răng một cái, đối với Trần Lạc nói. Thấy được Trần Lạc khủng bố thủ đoạn về sau, hồ mai diễm đã là bị Trần Lạc triệt để khuất phục. Tại tăng thêm có tiểu bạch thập vĩ áp chế, hồ mai diễm quyết định đem bảo đặt ở Trần Lạc trên thân. Thần bí trứng.
8.000 năm trước lấy được, dùng hoang cổ thánh thể tinh huyết chứng nở. Trần Lạc giật mình, không nghĩ tới linh hồ tộc còn có loại vật này. Được, ngươi dẫn chúng ta đi xem một chút đi. Trần Lạc tiếp lấy thu hồi tất cả mọi thứ, đối Hồ Mai Diễm nói. Có Tiểu Bạch tại, tại tăng thêm chính mình rất nhiều thủ đoạn, Trần Lạc có lòng tin cái này Hồ Mai Diễm không dám đùa hoa chiêu gì. Bên cạnh Mộ Lạc Ly hưng phấn vô cùng, 8.000 năm trước trứng, là trứng gì, vậy mà 8.000 năm đều không có trứng nở đi ra. Là trứng gì, a ra, phi thường tò mò, Mộ Lạc Ly ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Hồ Mai Diễm. Theo chúng ta linh hồ tộc tiền bối nói, cái kia trứng là tiên trứng, là theo tiên giới rơi xuống trứng. Hồ Mai Diễm hít một hơi thật sâu, tiếp lấy chậm rãi nói. Tiên giới rơi xuống tiên trứng, Mộ Lạc Ly ánh mắt càng thêm lóe sáng. 8.000 năm trước, tiên giới rơi xuống tiên trứng, không biết là hương vị gì, muốn là nấu nhất định ăn thật ngon. Đúng lúc này, bên cạnh Tiểu Bạch liếm liếm chính mình móng vuốt, hưng phấn nói. Lão tổ, cái này trứng, không thể ăn. Hồ Mai Diễm trợn tròn mắt, không nghĩ tới Tiểu Bạch mạch suy nghĩ như thế mới lạ. Tiên giới rơi xuống trứng có ăn ngon hay không? Được rồi, đừng để ý tới cái này tiểu ăn hàng, tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn xem. Trần Lạc tiếp lấy thúc giục nói. Tại biết cái này trứng là tiên giới trứng về sau, Trần Lạc đồng dạng là hiếu kỳ vô cùng. Bất quá, phi thăng thông đạo chẳng phải sớm mất sao? Làm sao còn sẽ có tiên giới rơi xuống trứng? Được rồi, trước đi xem một chút đi, Trần Lạc tiếp lấy đè xuống trong lòng suy nghĩ. Ngay sau đó, Hồ Mai Diễm cũng không có chơi liều. Tiếp lấy chính là mang theo Trần Lạc bọn người đi đến cất giữ tiên trứng chỗ. Linh hồ tộc một cái tản ra nồng đậm yêu lực trong sơn động. Hồ Mai Diễm mang theo Trần Lạc bọn người hướng về sơn động chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Hồ Mai Diễm mở ra sơn động chỗ sâu một cái cửa ngầm. Mọi người xuyên qua cửa ngầm về sau, tiến nhập một cái phiêu tán linh lực nồng nặc đại điện bên trong. Đại điện bốn phía trồng đại lượng tản ra linh lực nồng nặc linh dược. Còn có tụ linh trận, phóng thích ra linh khí nồng nặc. Giữa đại điện có một cái thần bí trận pháp. Trận pháp trung ương nổi lơ lửng một cái đen quả trứng lớn màu vàng óng. Cái này trứng vỏ trứng bên trên có thâm thúy vô cùng đạo văn, tựa hồ ẩn chứa thần bí khí thế. Trung quanh linh lực giống như là thủy triều một dạng hướng về trứng trên thân mãnh liệt mà đi, làm dịu cái này đen quả trứng lớn màu vàng óng. Chủ nhân, cái này cũng là cái kia tiên trứng. Chương 162 cung côn bằng con non. Trần Lạc bọn người là ánh mắt trừng trừng nhìn cách đó không xa hắc kim sắc trứng. Cái này vỏ trứng trên đạo văn cho người ta một loại cực kỳ rung động cảm giác. Dường như, cái này đạo văn bên trong ẩn chứa thiên địa chí lý đồng dạng. Cái này trứng 8.000 năm đều không có ấp trứng đi ra không? Nhìn trước mắt hắc kim sắc trứng, Trần Lạc hỏi tiếp. Hắn cảm nhận được cái này tiên trứng bên trong ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, cường hãn sinh mệnh lực không chút nào kém cỏi hơn đồng dạng thánh nhân cường giả. Đúng vậy, chủ nhân, theo thu được cái này trứng về sau, chúng ta linh hồ tộc liền bắt đầu bồi dưỡng trứng nở. Nhưng là, vô luận chúng ta đầu nhập vào bao nhiêu tài nguyên, một mực không có trứng nở. Hồ Mai Diễm tiếp lấy chậm rãi nói, hấp thu 8.000 năm linh lực đều không có trứng nở, cái này trứng, không khỏi quá kinh khủng đi, Trần Lạc tâm lý một trận vẻ kinh dị. 8.000 năm không gián đoạn hấp thu nhiều như vậy linh lực, liền xem như chuẩn đế lão tổ đều chịu không được, muốn bị khủng bố linh lực no bạo, lại càng không cần phải nói cái này còn không có trứng nở trứng. Xem ra, cái này trứng còn thật có nhiều thứ. Về sau, chúng ta phát hiện, cái này trứng có thể hấp thu các loại đặc thù thể chất tinh huyết, hấp thu những cái kia tinh huyết về sau. Cái này trứng sinh trưởng tốc độ nhanh rất nhiều, gần nhất mấy năm, chúng ta giao dịch đại lượng các loại tinh huyết, trứng nở tốc độ đã chết tăng tốc rất nhiều. Hồ Mai Diễm tiếp tục giải thích nói. Trần Lạc nghe vậy, tiếp lấy ra tiêu phàm hoang cổ thánh thể tinh huyết. Lấy ra tinh huyết trong nháy mắt, Trần Lạc chính là cảm thấy, cái này tiên trứng phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Tiên trứng sát trên đạo văn tựa hồ tản ra từng đợt sức mạnh huyền diệu, muốn hấp thu Trần Lạc trong tay thánh thể tinh huyết. Mộ Lạc Ly cùng Tiểu Bạch cũng là hiếu kỳ chằm chằm lấy trước mắt hắc kim trứng lớn, bọn họ đồng dạng là cảm nhận được cái này trứng lớn khát vọng chi ý. Sư tôn, thật thần kỳ a, hắn vậy mà thật muốn hút cái này thánh thể tinh huyết. Bên cạnh Mộ Lạc Ly nháy mắt to nói, cũng được, vậy liền nhìn ngươi hút về sau có làm được cái gì đi. Trần Lạc sau đó mở ra một cái bình ngọc, mấy giọt thánh thể tinh huyết tại Trần Lạc tinh thần lực dẫn dắt phía dưới, hướng về hắc kim trứng lớn trên thân phiêu tán mà đi. Ầm ầm. Sau một lát, cái này mấy giọt thánh thể tinh huyết chính là trôi giạt đến hắc kim sắc trứng lớn bên người, bị hắc kim sắc trứng lớn chung quanh đạo văn hấp thu. Nhất thời, cái này hắc kim sắc trứng lớn nở rộ sáng chói hào quang, một trận hân hoan nhảy cẫng tiếng kêu to theo trứng lớn truyền ra. Nửa ngày về sau, thánh thể tinh huyết lực lượng triệt để bị hấp thu. Cái này hắc kim sắc trứng lớn sinh mệnh lực biến đến càng thêm cường đại, còn có thể nghe được vỏ trứng bên trong truyền đến có lực tiếng tim đập. Trần Lạc lần nữa mở ra còn lại cái khác bình ngọc,
nhường cái này hắc kim sắc trứng lớn hấp thu 7 bình hoang cổ thánh thể tinh huyết. Lần nữa hấp thu 7 bình hoang cổ thánh thể tinh huyết hắc kim sắc trứng lớn, sinh mệnh lực tựa hồ lại là mạnh rất nhiều, nhưng là, vẫn là không có phá xác mà ra xu thế. Hút nhiều như vậy còn không có trứng nở, cái này trứng không phải là có vấn đề đi. Trần Lạc tiếp lấy chậm rãi nói. Tuy nhiên cái này hắc kim sắc trứng cặp lớn sinh mệnh lực đang không ngừng tăng lên, nhưng là, Trần Lạc có thể sẽ không để ý, nếu là không ấp ra đến, đối Trần Lạc không có có bất kỳ tác dụng gì. Đến mức đến tiếp sau còn muốn thu thập khác thể chất tinh huyết, cho cái này trứng lớn ăn, Trần Lạc không có công phu này, hắn cũng không có thời gian chơi cái gì tiên trứng tạo thành trò chơi. Chủ nhân, nói không chừng lại hấp thu mấy năm linh khí hắn liền trứng nở nữa nha, sinh mệnh lực của hắn đã là đặc biệt cường đại. Bên cạnh Hồ Mai Diễm gặp Trần Lạc hoang cổ thánh thể tinh huyết đã sử dụng hết, nói tiếp. Mấy năm, Trần Lạc khẽ lắc đầu, đừng nói mấy năm, mấy tháng hắn đều chẳng muốn các loại. Tiên giới trứng thì thế nào, không thể trứng nở, cũng là cái nuốt vàng cự thú. Vạn nhất một mực không trứng nở, không phải thua thiệt lớn. Ta tài nguyên đều là tân tân khổ khổ đánh dấu cùng cướp đoạt mà đến, cũng không thể lãng phí. Tiểu Bạch, chiếc nồi đi, chuẩn bị đem cái này tiên trứng nấu, còn không có hưởng qua tiên trứng là cái gì tư vị đâu. Ăn nói không chừng có thể tăng lên không ít tu vi, Trần Lạc tiếp lấy đối bên cạnh Tiểu Bạch nói. Bên cạnh Hồ Mai Diễm ngẩn người, thật nấu. Chủ nhân, liền chờ ngươi câu nói này. Tiểu Bạch tiếp lấy hưng phấn nói. Nói xong, Tiểu Bạch trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái nồi lớn, còn lấy ra không ít mỹ vị vô cùng nguyên liệu nấu ăn. Nhất thời trong không khí tràn ngập ra một cỗ mùi hương đậm đặc chi vị. Mộ Lạc Ly nhìn đến cảnh tượng trước mắt cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tiên trứng, nói không chừng thật rất tốt ăn đây. Ô ô ô, chớ ăn ta rất nhanh liền đi ra, chớ ăn ta. Ngay tại Trần Lạc chuẩn bị đem cái này, hắc kim sắc trứng lớn di chuyển bỏ vào nồi lớn bên trong thời điểm, hắc kim sắc trứng lớn đột nhiên chuyển đến một trận nãi khí thanh âm. Chủ nhân, cái này trứng biết nói chuyện. Hồ Mai Diễm chấn kinh, ánh mắt trừng thật to. Nàng trước đó mỗi ngày cùng cái này trứng lớn đợi một khối, đều không có phát hiện cái này trứng lớn còn biết nói chuyện. Hiện tại, Trần Lạc nói chuyện muốn ăn hắn, liền bắt đầu nói chuyện. Mau ra đây, cho ngươi nửa khắc đồng hồ, nếu là không ra được lời nói, ta liền đem ngươi nấu. Trần Lạc tiếp lấy lạnh lùng nói. Vừa mới dò xét thời điểm, Trần Lạc liền phát hiện cái này trứng lớn sinh mệnh lực mạnh hơn phân, đã là đến vô cùng mức độ biến thái, được nghe lại Hồ Mai Diễm. Trần Lạc tâm lý cũng là có suy đoán, cái này trứng lớn có thể là tại treo lấy bọn hắn, muốn bọn họ cung cấp tài nguyên cho hắn tu hành. Khác. Ta bây giờ còn chưa có bù đắp bản nguyên, không thể. Hắc kim sắc trứng lớn bên trong lần nữa truyền đến nãi khí thanh âm. Hô hô hô. Trần Lạc không nói gì, trực tiếp tế ra chính mình Thái Sơ Thần Hỏa. Thái Sơ Thần Hỏa xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ đại điện nhiệt độ nhất thời bốc lên đến một cái vô cùng khoa trương cấp độ, nóng rực khí tức đang không ngừng cuồn cuộn. Cách đó không xa hắc kim sắc trứng lớn run rẩy không ngừng, tựa hồ bị Trần Lạc Thái Sơ Thần Hỏa hù dọa. Chủ nhân, chớ cùng hắn nói nhảm. Cái này biết nói chuyện trứng, nói không chừng vị đạo càng tốt hơn, chúng ta tranh thủ thời gian lên nồi đi. Một bên Tiểu Bạch nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm cách đó không xa trứng lớn. Cũng tốt, đã nó không biết tốt xấu, vậy liền hiện tại nấu đi. Trần Lạc tiếp lấy thản nhiên nói. Răng rắc. Trần Lạc vừa dứt lời, cách đó không xa hắc kim sắc trứng lớn chính là phát ra một trận tiếng vỡ vụn. Hắc kim sắc, ẩn chứa thần bí đạo văn vỏ trứng bắt đầu nhanh chóng phá nát. Một trận khí tức kinh khủng ở bên trong truyền ra. Bên cạnh Hồ Mai Diễm khóe miệng nhỏ rút, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ, không nghĩ tới, đơn giản như vậy, cái này trứng lớn liền trứng nở. Chính mình những năm này đầu nhập, quả thực cũng là chuyện tiếu lâm. Ta đi ra, các ngươi không thể ăn ta. Rất nhanh, vỏ trứng hoàn toàn phá nát, một cái mọc ra hai cánh, hình dáng như bằng điểu, toàn thân kim hoàng, mang theo màu đen đường vân ấu thú xuất hiện tại Trần Lạc đám người trước mắt. Sư tôn, là côn bằng, lại là côn bằng, vẫn là côn bằng con non. Bên cạnh Mộ Lạc Ly ôm thật chặt Trần Lạc cánh tay, ánh mắt sáng lóng lánh nhìn hợp nhất linh hồ tộc. Cái này con non chính là trong truyền thuyết côn bằng. Mộ Lạc Ly tại Phượng Hoàng tộc sách cổ trên thấy qua, côn bằng nhất tộc là chủng tộc mạnh mẽ phi thường, nắm giữ lấy thái âm thái dương chi lực cùng thiên hạ cực tốc. Tại vào thời viễn cổ, cơ hồ là hoang cổ đại lục bá chủ, nhưng là, về sau, từ từ tuyệt tích. Cho tới bây giờ, côn bằng tộc đã là chỉ có thể ở sách cổ trên nhìn đến. Khó trách hiện tại hoang cổ đại lục không có côn bằng tộc, nguyên lai là đến tiên giới đi. Hồ Mai Diễm tiếp lấy lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy quang mang. Hoang cổ đại lục một mực có tiên giới truyền thuyết, nghe nói tại vô cùng xa xưa thời điểm, tu luyện giả đến thánh nhân cảnh về sau, liền là có thể phi thăng tiên giới. Cho tới bây giờ hoang cổ thời kỳ, tiên giới đã là vô cùng thần bí,
đã rất lâu không có nghe nói có phi thăng tiên giới nghe đồn. Cái này Côn Bằng chứng các ngươi là làm sao theo tiên giới làm xuống đâu? Trần Lạc hỏi tiếp. Đã hiện tại đã là không có phi thăng tiên giới thông đạo, theo lý mà nói, cũng không khả năng có Côn Bằng chứng xuất hiện. Chủ nhân, chúng ta linh hồ tộc lão tổ 8.000 năm trước tại hỗn độn hải, cùng hỗn độn thánh địa người tranh giành đoạt bảo vật thời điểm, tại hỗn độn hải phát hiện một cái phi thăng thông đạo, cái này Côn Bằng chứng là theo hỗn độn hải phi thăng thông đạo rơi xuống. Hồ Mai Diễm tiếp lấy giải thích nói. Hỗn độn hải. Trần Lạc hai mắt híp lại. Hỗn độn hải là hoang cổ đại lục một đại cấm khu, bên trong có phá diệt nhất thiết hỗn độn chi lực, cực kỳ nguy hiểm, thì liền chuẩn đế cấp bậc lão tổ tiến vào bên trong đều cực kỳ dễ dàng gặp bất chắc. Cái kia phi thăng thông đạo vẫn còn chứ? Trần Lạc tiếp tục hỏi. Lúc ấy trải qua chiến đấu kịch liệt, phi thăng thông đạo đã là triệt để phá hủy, hiện tại nơi đó đã là bị hỗn độn thánh địa chiếm cứ. Hồ Mai Diễm nói tiếp. Hỗn độn thánh địa chiếm cứ hỗn độn hải. Chẳng lẽ hỗn độn thánh địa có thể chữa trị cái kia phi thăng thông đạo không thành? Trần Lạc trong lòng nghĩ nói. Được rồi, mặc kệ, trước tiên đem trước mắt cái này Côn Bằng con non giải quyết đi. Lúc này Côn Bằng con non rụt rè tránh tại phá toái vỏ trứng đằng sau, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhất là Tiểu Bạch ánh mắt, nhưng hắn cảm giác cực kỳ khó chịu. Vật nhỏ, nhận ta làm chủ, tiếp nhận cái này linh ấn, ta có thể không ăn ngươi. Trần Lạc tiếp lấy ngưng tụ ra một cái ẩn chứa hỗn độn thần lực bản nguyên linh ấn, trôi lơ lửng ở Côn Bằng con non phía trước. Cái này linh ấn là Trần Lạc đánh dấu thị huyết ma long thời điểm bổ sung một cái thần thông, có thể trưởng khống những thứ này yêu thú hết thảy. Nhìn trước mắt bản nguyên linh ấn, Côn Bằng con non nhất thời gấp. Không được, không được, chúng ta Côn Bằng tộc không thể tùy tiện nhận nhân tộc làm chủ, chúng ta lão tổ biết sẽ giết ta. Côn Bằng con non tiếp lấy điên cuồng lắc đầu, nãi thanh nãi khí nói. Hừ, con gà con, để ngươi nhận chủ là cho ngươi cơ hội, không nhận chủ, hiện tại liền nấu ngươi. Trần Lạc bên người Tiểu Bạch hừ lạnh nói, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Côn Bằng con non, tiếp lấy dùng chính mình móng vuốt gõ gõ bên cạnh nồi lớn. Nghe Tiểu Bạch mà nói, Côn Bằng con non lông tơ đứng thẳng, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, ta muốn về trứng bên trong. Cuối cùng, Côn Bằng con non vẫn là tiếp nhận Trần Lạc linh ấn, bị Trần Lạc đã thu phục được. Chúc mừng chủ nhân, thu được cường đại như thế thần thú, Côn Bằng trưởng thành về sau, thế nhưng là có thể sánh vai đại đế. Bên cạnh Hồ Mai Diễm gặp Trần Lạc đã thu phục được Côn Bằng con non, tiếp lấy chúc mừng nói. Trần Lạc gật một cái, trong mắt đồng dạng là có vẻ mừng rỡ. Cái này con non mới ra trứng, liền là có thánh nhân cảnh giới, sau trưởng thành, khẳng định là có thể sánh vai đại đế. Đã ngươi đen thui, thì kêu ngươi tiểu hắc đi. Trần Lạc tiếp lấy cho Côn Bằng con non lên một cái tên. Côn Bằng con non ngẩn người, tiểu hắc, đây là cái gì tên, làm sao xứng với ta Côn Bằng tộc thân phận. Không thể nào gọi tiểu hắc, ta không muốn cái tên này, quá quê mùa. Chủ nhân cho ngươi ban tên cho đâu, còn không tạ ơn. Tiểu Bạch gặp Côn Bằng con non tựa hồ có chút không nguyện ý, trực tiếp cho Côn Bằng con non một chảo. Côn Bằng con non trực tiếp bị Tiểu Bạch một chảo này làm mộng, ta là Côn Bằng A, cái này dã hồ ly lại dám đánh ta. Ngay tại Côn Bằng con non chuẩn bị phản kháng thời điểm, thấy được phía trước Trần Lạc ánh mắt lạnh như băng. Nhất thời đánh dùng mình. Được rồi, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau tất báo, Tiểu Hắc tâm lý yên lặng thầm nghĩ. Đúng, đa tạ chủ nhân ban tên cho. Tiểu Hắc rất ưa thích cái tên này. Côn Bằng con non tiếp lấy nãi thanh nãi khi nói. Linh hồ tộc tộc trưởng, ngươi có bằng lòng hay không thêm vào chúng ta Thiên Trúc Phong? Trần Lạc gặp Côn Bằng sự tình giải quyết, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Hồ Mai Diễm. Thiên Trúc Phong. Hồ Mai Diễm ngẩn người, Thiên Trúc Phong là cái gì? Không sai, cũng là Thiên Trúc Phong, ta là Thiên Trúc Phong phong chủ. Trần Lạc tiếp lấy cho Hồ Mai Diễm nói rõ một chút thân phận của mình. Tại Tiểu Bạch có thể tùy tiện áp đảo linh hồ tộc thời điểm, Trần Lạc tâm lý liền có ý nghĩ này, nhường linh hồ tộc những thứ này, thực lực cực mạnh cường giả cùng thiên phú hơn người đệ tử thêm vào chính mình Thiên Trúc Phong, thành vì mình tu luyện công cụ người, rốt cuộc, bất luận cái gì thêm vào Thiên Trúc Phong người đều là, có thể cho Trần Lạc cung cấp gấp đôi tu luyện hiệu quả trả về. Linh hồ tộc làm Bắc Yêu Châu đỉnh phong yêu tộc, có sự gia nhập của bọn hắn, tự nhiên là có thể thật to tăng tốc Trần Lạc tu hành tốc độ. Đạo Thiên Tông, Thiên Trúc Phong phong chủ. Hồ Mai Diễm ánh mắt trừng thật to. Nàng vẫn cho là Trần Lạc là Thiên Ma Tông tông chủ, không nghĩ tới, lại là một cái nhất lưu thế lực phong chủ, cái này thật bất khả tư nghị đi. Đạo Thiên Tông là cái gì thần tiên tông môn, vậy mà có thể nắm giữ Trần Lạc bực này tuyệt thế vô song nhân vật. Hồ Mai Diễm nguyện ý, bái kiến Trần phong chủ. Ngay sau đó, Hồ Mai Diễm không có chút nào do dự, cúi đầu liền bái. Thêm vào có Trần Lạc tồn tại siêu nhiên thế lực, là bọn họ linh hồ tộc trước nay chưa có kỳ ngộ, mà lại, còn có thập vĩ lão tổ tại, không có bất kỳ cái gì cự tuyệt tất yếu.
những này là cho tu luyện của ngươi tài nguyên, ngươi lấy trước đi cùng đi. Trần Lạc tiếp lấy ra mấy bình đế linh đan đưa cho linh hồ tộc tộc trưởng. Đây là, đế linh đan. Tiếp nhận Trần Lạc đan dược, Hồ Mai Diễm ánh mắt sáng lên, hô hấp đều biến đến càng gấp gáp hơn. Không nghĩ tới, Trần Lạc vậy mà thủ bút lớn như vậy, chính mình vừa thêm vào, liền là cho chân quý như vậy đan dược. Lựa chọn của mình không có sai, có cái này đan dược, tốc độ tu luyện của ta nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Hồ Mai Diễm tâm lý một trận hưng phấn. Bọn họ linh hồ tộc tuy nhiên cường đại, nhưng là, không có đỉnh cấp luyện đan sư, loại này đế cấp tu luyện đan dược, Hồ Mai Diễm nghĩ cũng không dám nghĩ. Đừng nói đế cấp, liền xem như thánh giai linh đan, bọn họ linh hồ tộc đều là ít càng thêm ít, không chỉ có là bọn họ linh hồ tộc, Bắc Yêu Châu cái khác đỉnh phong yêu tộc đồng dạng là dạng này. Tiếp đó, ngươi lựa chọn các ngươi trong tộc tất cả đỉnh cấp cường giả, còn có thiên phú cường đại hậu bối, cũng thêm vào chúng ta Thiên Trúc Phong, thêm vào về sau, tu luyện của các ngươi tài nguyên ta toàn bao. Chương 164, nhiệm vụ ấp cấp lại hiện ra. Tài nguyên tu luyện toàn bao, Hồ Mai Diễm tâm lý trở nên kích động. Khi nhìn đến Trần Lạc thủ đoạn về sau, Hồ Mai Diễm tự nhiên là sẽ không hoài nghi Trần Lạc lời nói. Tại Tiểu Bạch tuyệt đối áp chế dưới, linh hồ tộc đối với Trần Lạc tới nói, tựa như là cái thớt gỗ trên thịt cá một dạng, không có bất kỳ cái gì phản chế chi lực. Trần Lạc hoàn toàn không có cái gì tất yếu lừa gạt lừa các nàng. Đúng, phong chủ, ta lập tức đi ăn bài. Hồ Mai Diễm tiếp lấy cung kính nói. Ngay sau đó, Hồ Mai Diễm chính là lập tức ra ngoài, chuẩn bị hoàn thành Trần Lạc lời nhắn nhủ sự tình. Trần Lạc tâm lý chờ mong vô cùng, linh hồ tộc rất nhiều đỉnh cấp cường giả thêm vào về sau, tốc độ tu luyện của mình đem đạt tới hạng gì trình độ khủng bố. Lần này tới linh hồ tộc cũng coi là thu hoạch tràn đầy, thu được tiên thiên lôi trúc, đây chính là cực đạo đế binh bại hoại. Còn có huyết thần kích, tuy nhiên rớt xuống phẩm cấp, nhưng là, tốt xấu là cực đạo đế binh, uy lực vô cùng. Trở về Thiên Trúc Phong về sau, có thể tìm bạch dược nhìn xem, có thể hay không chữa trị, còn đã thu phục được một cái côn bằng. Càng quan trọng hơn là, hợp nhất linh hồ tộc, tu luyện tốc độ đều sẽ lần nữa bay vọt. Bất cứ lúc nào, Trần Lạc đều là đem tu vi của mình thả tại vị trí thứ nhất. Đúng rồi, Giang cô nương đi nơi nào? Trần Lạc tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi tiếp hướng bên cạnh Mộ Lạc Ly. Rời đi Lôi Vân Cốc thời điểm, Trần Lạc một mực không thấy được Giang Thi Hàm thân ảnh. Hiện tại, linh hồ tộc sự tình xử lý xong, nơi đó ý cái này Giang Thi Hàm. Ta nhưng không biết cái kia con tiểu hồ ly tinh ở nơi nào. Mộ Lạc Ly vuốt vuốt bên cạnh côn bằng con non, ánh mắt tràn đầy vẻ u oán. Hiển nhiên, Mộ Lạc Ly đối Giang Thi Hàm sớm chiếm cứ Trần Lạc thần hồn, vẫn còn có chút tiểu tâm tình. Chủ nhân, ta biết, cái kia Giang cô nương giống như tại chúng ta linh địa Minh Tâm Hồ. Bên cạnh tiểu bạch cô cô móng vuốt nói. Linh hồ tộc, Minh Tâm Hồ. Minh Tâm Hồ là linh hồ tộc một cái phong cảnh tú lệ hồ nước, chung quanh non xanh nước biếc, cảnh sắc hợp lòng người. Ở ngoài sáng tâm hồ trên không còn có không ít phi điểu tại bốn phía bay lượn. Minh Tâm Hồ bên hồ, một người mặc lấy màu vàng nhạt vân thường, dáng người thướt tha tuyệt sắc nữ tử ngay tại ngắm nhìn lên bầu trời, suy nghĩ giống như có lẽ đã là trôi hướng nơi xa. Giang cô nương, ngươi về sau tính toán đến đâu rồi đâu? Một trận âm thanh trong trẻo truyền đến. Một bộ áo đen, khí chất xuất trần Trần Lạc từ nơi không xa chạy nhanh đến, đón lấy, ngừng lưu tại Giang Thi Hàm bên người. Lượng người đứng sóng vai. Tuấn lãng vô song Trần Lạc cùng tuyệt sắc rung động lòng người Giang Thi Hàm, cùng xung quanh mỹ cảnh, phảng phất là tạo thành một cái hoàn mỹ bức tranh. Tính toán đến đâu rồi, Giang Thi Hàm trầm mặc. Phụ thân của mình không có, bất diệt thiên hồn thể chỉ có một lần bất diệt thánh hồn ngưng tụ cũng sử dụng xong. Mình đã không thể quay về Giang gia, không có phụ thân che chở, chính mình chỉ sẽ trở thành Giang gia quan hệ thông gia công cụ. Đi qua chuyện lúc trước, Giang Thi Hàm đối Giang gia cũng là thất vọng cực độ. Không nghĩ lại trở lại cái kia tuy nhiên cường đại. Nhưng là không có bất kỳ nhân tình vị gia tộc, vậy mình nên đi đâu đây, độc tự tu luyện, sau đó tìm Tiêu Phàm báo thù. Giang Thi Hàm tâm lý một trận mê mang, không nói Tiêu Phàm cái kia tuyệt thế vô song thiên phú, chính mình căn bản không phải đối thủ, không có gia tộc trèo trống, mình muốn báo thù, quả thực là xa xa khó vời. Trần công tử, ta tạm thời còn không có cân nhắc tốt, bất quá Tiêu Phàm sự tình, cảm ơn ngươi. Giang Thi Hàm hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng suy nghĩ, tiếp lấy cảm kích nói. Giang Thi Hàm đã là biết vừa mới Trần Lạc đối Tiêu Phàm động thủ sự tình. Mặc dù không có thành công đánh giết Tiêu Phàm, nhưng là, làm cho Tiêu Phàm thảm liệt như vậy, cũng là nhường Giang Thi Hàm tâm tình tốt rất nhiều. Dạng này, sau này mình muốn đối phó Tiêu Phàm, độ khó khăn không thể nghi ngờ là giảm xuống rất nhiều. Ngươi muốn làm sao cảm tạ ta? Trần Lạc tiếp lấy chậm rãi nói, quay đầu, chăm chú nhìn trước mắt Giang Thi Hàm. Giang Thi Hàm nhìn trước mắt giống như trích tiên đồng dạng Trần Lạc. Ngẩn người, hiển nhiên là không nghĩ tới Trần Lạc sẽ nói ra những lời này. Trần công tử,
ta chỗ này còn có chút tài nguyên tu luyện, Giang Thi Hàm tiếp lấy chậm rãi nói. Giang Thi Hàm nói còn chưa dứt lời, chính mình chính là nói không được nữa. Chính mình những tu luyện này tài nguyên đều là Cửu Dương Chí Tôn bí cảnh thời điểm, Trần Lạc cho mình. Cầm Trần Lạc cho mình tài nguyên tu luyện, cảm kích Trần Lạc. Bái ta làm thầy, thêm vào chúng ta Thiên Trúc Phong đi. Trần Lạc tiếp lấy nói khẽ, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy trước mắt Giang Thi Hàm. Dù sao cũng là một cái thần phẩm tư chất người, có thể cung cấp cho mình đại lượng tu luyện hiệu quả trả về. Mà lại, còn cùng mình từng có thần hồn giao dung, Trần Lạc đã là xem nàng như thành chính mình nửa nữ nhân. Chính mình nói cái gì cũng không thể để nàng ở bên ngoài mù lắp. Bái ta làm thầy, ta có thể cho ngươi cung cấp tối đỉnh cấp tài nguyên tu luyện, ngươi nếu là muốn tìm Tiêu Phàm báo thù lời nói, cũng không đủ tu vi là không thể nào. Trần Lạc tiếp lấy chậm rãi nói. Mà lại, ngươi cần phải phát hiện đi, chúng ta thần hồn giao dung thời điểm, linh hồn của ngươi lực đồng dạng là đang nhanh chóng tăng trưởng, cái này đối thực lực của ngươi tăng lên cũng vô cùng có trợ giúp. Trần Lạc tiếp tục nói bổ sung. Trần Lạc lời nói xong, Giang Thi Hàm trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Xác thực, tại lần trước thần hồn giao dung trợ giúp Trần Lạc ngưng tụ bất diệt thánh hồn thời điểm, không chỉ có Trần Lạc linh hồn lực phóng đại, Giang Thi Hàm linh hồn của mình lực đồng dạng là tăng lên rất nhiều. Hiển nhiên, cùng Trần Lạc thần hồn giao dung là có thể tăng lên linh hồn của mình lực. Đệ tử Giang Thi Hàm bái kiến sư tôn. Chỉ chốc lát, Giang Thi Hàm chính là suy nghĩ kỹ càng, cúi đầu liền bái. Đinh, chúc mừng ký chủ đồ đệ Giang Thi Hàm đột phá tới tạo hóa cảnh, khen thưởng thần phẩm đồ đệ đại lễ bao một cái. Đinh, chúc mừng ký chủ đồ nhi Giang Thi Hàm đột phá thánh nhân chi cảnh, đồ nhi Hoa Vân Thiên tu luyện trả về hiệu quả tăng lên đến 20 lần. Đinh, chúc mừng ký chủ thần phẩm tư chất đồ nhi số lượng đạt tới 5, hiện tại mở ra tu luyện ràng buộc nhiệm vụ up cấp. Nhiệm vụ up cấp, mời ký chủ mau chóng nắm giữ 10 vị thần phẩm tư chất đồ đệ, sau khi hoàn thành, trung cấp tu luyện ràng buộc đem tiến giai thành cao cấp tu luyện ràng buộc. Cao cấp tu luyện ràng buộc, phàm là thêm vào Thiên Trúc Phong đệ tử, cũng có thể cho ký chủ trả về gấp 3 tu luyện hiệu quả. Cao cấp tu luyện ràng buộc hạn mức cao nhất vì 30.000 người. Đúng lúc này, Trần Lạc trong đầu đột nhiên vang lên liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhiệm vụ up cấp lại xuất hiện, Trần Lạc ánh mắt sáng lên. Trung cấp tu luyện ràng buộc nhiệm vụ up cấp, sau khi hoàn thành có thể thăng cấp làm cao cấp tu luyện ràng buộc. Cao cấp tu luyện ràng buộc ngưu bức như vậy, gia nhập đệ tử đều có gấp 3 tu luyện trả về. Mà lại, Thiên Trúc Phong danh ngạch trực tiếp đạt tới 3 vạn người, muốn là tiến giai, chiêu đầy người, chính mình không tại chỗ bay lên sao. Nghĩ đến cái này kinh khủng tu luyện trả về, Trần Lạc tâm lý liền một trận hưng phấn. Bất quá, nắm giữ 10 vị thần phẩm tư chất đồ đệ, ngược lại là có chút trận chiến này tất thắng. Thần phẩm tư chất tu luyện là thuộc về hoang cổ đại lục tuyệt đỉnh tư chất. Nắm giữ thần phẩm thiên phú tu luyện, chỉ cần không chết yểu, đều là có trở thành đại đế tiềm lực. Bất quá, cũng chỉ là có cái này tiềm lực. Có thể hay không cuối cùng trưởng thành đến một bước kia, còn phải xem cá nhân gặp gỡ. Về sau, muốn nhiều chú ý một chút thần phẩm thiên phú tu luyện đệ tử, Trần Lạc trong lòng nghĩ nói. Cao cấp tu luyện ràng buộc đối Trần Lạc quá trọng yếu, Trần Lạc là không thể nào buông tha. Mở ra Giang Thi Hàm thần phẩm đại lễ bao, Trần Lạc tiếp lấy đè xuống trong lòng suy nghĩ, chuẩn bị nhìn xem Giang Thi Hàm đại lễ bao bên trong có đồ vật gì. Đinh, đồ đệ đại lễ bao ngay tại đang trong quá trình mở ra, xin đợi. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đế giai cao phẩm công pháp, Bất Diệt Thiên Hồn Kinh. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đế giai cực phẩm thần hồn bí thuật, Cửu Chuyển Diệt Thần Thuật. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đế giai trung phẩm đan dược, Đế Linh Đan 100 bình, Cửu Chuyển Diệt Thần Thuật, đế giai cực phẩm thần hồn bí thuật, Trực Kích Linh Hồn Khủng Bố bí thuật, Cửu Chuyển về sau, nắm giữ Chu Tiên chi năng. Cực phẩm đế giai thần hồn bí thuật, Trần Lạc đồng tử co rụt lại là mạnh như vậy bí thuật. Không hổ là Bất Diệt Thiên Hồn thể, cho một cái mạnh như vậy bí thuật. Đứng lên đi, về sau, ngươi chính là ta cái thứ 6 đệ tử thân truyền. Trần Lạc tiếp lấy đè xuống trong lòng suy nghĩ, đỡ dậy trước mắt Giang Thi Hàm. Đúng, sư tôn. Giang Thi Hàm cung kính nói. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi công pháp và bí thuật, ngươi siêng năng tu hành về sau, tương lai nhất định có thể chém chết Tiêu Phàm. Trần Lạc tiếp lấy đem vừa mới lấy được Bất Diệt Thiên Hồn kinh cùng Cửu Chuyển Diệt Thần Thuật, đều là truyền cho Giang Thi Hàm. Cảm nhận được trong đầu của mình huyền diệu tối nghĩa tin tức, Giang Thi Hàm chỉ cảm thấy đầu ông, đế giai công pháp, cùng bí thuật. Bất Diệt Thiên Hồn kinh quả thực là vì chính mình chế tạo riêng tu luyện chung công pháp, có thể tăng lên tốc độ tu luyện của mình. Cửu Chuyển Diệt Thần Thuật liền càng không cần phải nói, nếu là thật sự tu luyện tới cửu chuyển cảnh giới đại thành, thật có rất lớn cơ hội chém giết Tiêu Phàm. Đa tạ sư tôn, Thi Hàm về sau nhất định tận tâm phụng dưỡng sư tôn. Giang Thi Hàm tiếp lấy cảm kích nói. Nhìn về phía Trần Lạc ánh mắt đã là vô cùng kiên định. Về sau thật tốt tu được thì được. Trần Lạc sờ lên Giang Thi Hàm mái tóc, nói tiếp. Sư tôn, ta biết.
Giang Thi Hàm nặng nề gật đầu, hiện tại có như thế đỉnh cấp công pháp và bí thuật, tự nhiên là phải thật tốt tu hành. Tiếp đó, ta giúp ngươi tăng lên một chút linh hồn lực lượng đi. Trần Lạc tiếp lấy chậm rãi nói, ánh mắt thanh tịnh nhìn trước mắt Giang Thi Hàm. Giang Thi Hàm ngẩn người, giúp ta tăng lên linh hồn lực lượng, là thần hồn giao dung. Giang Thi Hàm sắc mặt đỏ lên, trong đầu nhớ tới lần trước tại Cửu Dương Chí Tôn bí cảnh bên trong thời điểm. Cái kia để cho nàng tâm thần khuấy động sự tình, hiện đang hồi tưởng lại đến, vẫn là nhường thân thể mềm mại của nàng hơi có chút run rẩy. Sư Tôn, tại, nơi này, không tốt a. Giang Thi Hàm trong mắt có vẻ chờ mong, thanh âm có chút khàn khàn nói. Không sao, ta bố trí xuống trận pháp thuận tiện. Trần Lạc mỉm cười, tiếp lấy bố trí một đạo cường đại ẩn nặc trận pháp, che cản hết thảy chung quanh dò xét. Còn mời sư tôn thương tiếc. Trong trận pháp truyền ra một trận mảnh mai thanh âm. Rất nhanh, làm cho người miên man bất định thanh âm tại trong trận pháp vang vọng. Minh Tâm Hồ khác một bên, một bộ quần màu lục Mộ Lạc Ly mở to hai mắt nhìn phía xa bày ra trận pháp, trong mắt tràn đầy tức giận chi sắc. Đáng giận, cái này hồ ly tinh, liền biết trang yếu đuối đến hấp dẫn sư tôn. Mộ Lạc Ly cắn chặt hàm răng, thấp giọng lẩm bẩm nói, răng hàm đều muốn cắn nát. Không được, tính là ta không có thể tham dự, ta cũng phải nghe xong cái này, hồ ly tinh có hay không sử xuất ti tiện thủ đoạn đối phó sư tôn. Ngay sau đó, Mộ Lạc Ly đè xuống trong lòng suy nghĩ, chậm rãi đi tới trận pháp biên giới, bắt đầu lắng nghe trong trận pháp thần kỳ động tĩnh. 3 ngày sau đó, Thiên Trúc Phong. Ta gọi Lý Văn Hiên, năm nay 19 tuổi, ta đi vào Thiên Trúc Phong đã sắp 3 tháng rồi. Từ thêm vào Thiên Trúc Phong đến nay, ta nỗ lực tu hành, một ngày cũng không dám lười biếng, cần cù chăm chỉ tăng lên tu vi của mình. Trải qua 3 tháng tu hành, ta đã là Niết Bàn Cảnh Cửu Trọng Thiên, khoảng cách tạo hóa cảnh cách chỉ một bước. 19 tuổi Niết Bàn Cảnh Cửu Trọng Thiên, ở đâu đều là thuộc về tuyệt đỉnh thiên tài, cái này trước kia ta là không dám tưởng tượng. Ta chưa từng có nghĩ tới chính mình có thể tại 19 tuổi chính là bước vào Niết Bàn, cảnh tuyệt đỉnh cấp độ. Nhưng là, tại Thiên Trúc Phong, cái này cũng không tính là gì, chỉ có đoạt được tu luyện thi đấu chiến thắng, thuế biến thánh phẩm tư chất mới là các đệ tử tha thiết ước mơ sự tình. Tự tu luyện thi đấu triển khai đến nay, đã có 10 vị sư huynh đệ thu được tu luyện thi đấu chiến thắng, thành công thuế biến lên bờ. Bọn họ là chúng ta Thiên Trúc Phong đệ tử tất cả tấm gương, bọn họ chăm chỉ cùng nỗ lực giá trị cho chúng ta các đệ tử học tập. Thiên Trúc Phong tu luyện không khí là độc nhất vô nhị, mỗi cái Thiên Trúc Phong đệ tử đều là đang nỗ lực tu hành bên trong. Cực phẩm linh khí đan vô hạn cung ứng, làm cho tất cả mọi người đều là có cấp tốc tăng lên tư cách của mình. Nhìn đến các bạn đồng môn nỗ lực, trong tim ta vô cùng vui mừng, nhưng là áp lực càng lúc càng lớn. Từ đoạn mạch tu hành pháp lão tổ lên bờ một lần kia bắt đầu, ta phảng phất là nhận lấy nguyền rủa đồng dạng, đến tiếp sau mỗi một lần tu luyện thi đấu, ta đều là thu được hạng 2. Có lẽ tại người khác xem ra, hạng 2 khen thưởng đã là vô cùng phong phú, nhưng là, trong mắt của ta, tên thứ 2 là trần trụi sỉ nhục. Chỉ có thứ nhất mới là ta truy cầu, ta chịu đủ được người xưng làm Lý lão nhị thời gian. Ta muốn đi rơi cái danh xưng này, chỉ có một con đường, cái kia chính là thu hoạch được tu luyện thi đấu thứ nhất, thành công lên bờ. Hiện tại Thiên Trúc Phong đệ tử số lượng trọn vẹn hơn 3.000 tên, đến tiếp sau Minh Hà Phong đệ tử cùng đằng sau gia nhập đệ tử không đủ gây sợ, bọn họ dù sao cũng là manh tân, không có quá nhiều uy hiếp, chỉ có ban đầu nhóm này 300 tên đệ tử, mới là có đủ nhất uy hiếp. Đi qua thời gian dài tu hành, những đệ tử này đối với tu hành đều là có chính mình đặc biệt lý giải, đoạn mạch tu hành pháp cùng tự tàn tu hành pháp đều đạt đến khá cao độ cao. Trước đó do tại đan dược đổi mới, tự tàn tu luyện pháp một lần nữa chiếm cứ toàn bộ Thiên Trúc Phong. Thậm chí có đệ tử tự tàn tu luyện pháp đã đổi mới đến cái thứ 20 phiên bản, những thứ này ra súc quả thực là không đem mình làm người. Bất quá, trải qua nhiều lần tu luyện, ta đồng dạng cũng là có đột phá mới. Theo tự tàn tu luyện pháp đến đoạn mạch tu hành pháp, ta đã toàn bộ đại thành, hiện tại, ta đã đem 2 môn Thiên Trúc, Phong hạch tâm tu hành pháp nắm giữ đến hỏa hậu nhất định, có thể không có khe hở hoán đổi. Sử dụng trước tự tàn tu luyện pháp tu luyện, đang khôi phục thương thế thời điểm, sử dụng đoạn mạch tu hành pháp, 2 môn pháp quyết giao thế sử dụng, có thể tăng lên không nhỏ hiệu suất. Ta đã khảo nghiệm qua, tuy nhiên cả 2 giao thế sử dụng, hiệu suất ít nhất là tự tàn tu luyện pháp 1.5 lần. Lại thêm, ta đã thỉnh cầu triển quang, giúp ta xem xét cái khác nhóm đầu tiên đệ tử tiến độ tu luyện. Những đệ tử khác cũng không có thực chất tính đột phá, chỉ có ta, nắm giữ cái này mới bí quyết. Ngày mai sẽ là lần này tu luyện thi đấu kết toán ngày, ta Lý Văn Hiên đã là làm xong đăng đỉnh đệ nhất chuẩn bị. Đại Long Lão Tổ, Thủ Thành Lão Tổ, mời phù hộ ta, trận chiến này Thiên Trúc Phong thường ngày. Lý Văn Hiên rơi xuống sau cùng một bút, tiếp lấy thu hồi bút mực, khép lại kỷ lục này. Ngay sau đó, Lý Văn Hiên lấy ra một thanh sắc bén dao găm, đối với bắp đùi của mình hung hăng tới 6 đao.
Nhất thời, từng đợt máu tươi bắn tung tóe mà ra, linh lực trong cơ thể vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng tốc. Lý Văn Hiên thần sắc không có bất kỳ cái gì dị thường, dường như chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Hết thảy, liền xem ngày mai. Lý Văn Hiên một bên tu luyện, một bên cầm lên bên cạnh cái khác bản ghi chép, tinh tế tra xét. Những thứ này bản ghi chép phía trên đều là ghi chép Lý Văn Hiên tu luyện tâm đắc, còn có đối đoạn mạch tu hành pháp cùng tự tàn tu hành pháp tương dung bí quyết. Ghi chép là Lý Văn Hiên ưa thích làm sự tình. Lý Văn Hiên cảm thấy, mỗi lần tu luyện tra thiếu bổ để lọt, là phi thường hữu hiệu tăng lên hiệu suất thủ đoạn. Đây cũng là hắn tại Liễu Thành, thiên phú cũng không xuất chúng, quả thật có thể tại Liễu Thành trổ hết tài năng, trở thành Liễu Thành tứ kiệt một trong những nguyên nhân. Mà lại, hiện tại Lý Văn Hiên, đối với mình tàn tu luyện pháp cùng đoạn mạch tu hành pháp đã cực kỳ thành thạo, liền xem như một bên ghi chép tra thiếu bổ để lọt, một bên tu hành, cũng sẽ không đối Lý Văn Hiên tu luyện hiệu suất có bất kỳ ảnh hưởng. Nửa ngày về sau, Lý Văn Hiên tra xét song song, tâm lý quyết định, cảm thấy đã không có vấn đề gì. Đi xem một chút đằng sau thêm vào Thiên Trúc Phong đệ tử đi, không muốn tại những cái kia vừa gia nhập trong hàng đệ tử lật ra thuyền. Lý Văn Hiên thấp giọng lẩm bẩm nói. Đến tiếp sau Minh Hà Phong đệ tử thêm vào về sau, các phương đệ tử lại là đề cử không ít đệ tử thêm vào, hiện tại Thiên Trúc Phong đệ tử số lượng đã tiếp cận 4.000 tên. Lý Văn Hiên tiếp lấy một bên tu luyện, một bên rời khỏi phòng, bắt đầu ở Thiên Trúc Phong dạo bước. Một đường lên, Lý Văn Hiên thấy được rất nhiều Thiên Trúc Phong đệ tử, phần lớn Thiên Trúc Phong đệ tử đều là mắt quầng thâm, xem ra mềm yếu bất lực, không có tinh thần bộ dáng. Lý Văn Hiên biết, đây là tự tàn tu luyện pháp không có luyện tốt nguyên nhân. Tự tàn tu luyện pháp luyện đến cao thâm cảnh giới mà nói, thu phóng tự nhiên, ngoại trừ tinh thần có chút mỏi mệt, căn bản sẽ không có bất kỳ dị thường. Đến mức mắt quầng thâm, cái kia không có cách nào, đây là Thiên Trúc Phong đệ tử không cải biến được. Rốt cuộc, trời 12 canh giờ liền trục tu luyện, mấy tháng không ngừng loại này, không có mắt quầng thâm liền có quỷ. Nếu không phải Trần Lạc thân mật chuẩn bị các loại đan dược, Thiên Trúc Phong đệ tử đã sớm là tu luyện đột tử hơn phân nửa. Tại Thiên Trúc Phong luyện đan đường, Lý Văn Hiên còn chứng kiến một cái chó đen, đang dạy một số đệ tử luyện đan, luyện khí, cùng đủ loại kỹ nghệ. Cái này chó đen chính là Bạch Dược cũng là hoàn toàn dung nhập Thiên Trúc Phong, toàn lực dạy rất nhiều đệ tử học tập các loại luyện khí, thủ đoạn luyện đan. Vốn là không có cái gì đệ tử nguyện ý, đến cùng Bạch Dược học tập các loại tu luyện đan dược cùng vũ khí, nhưng là, Trần Lạc cấp ra đại lượng phụ cấp. Thánh phẩm tinh thần lực pháp quyết tu luyện, còn có các loại đan dược và linh quả, tại rất nhiều tài nguyên dụ hoặc phía dưới. Có không ít đệ tử dứt khoát quyết nhiên cùng Bạch Dược bắt đầu tu hành. Tại về sau, Trần Lạc lại là hứa hẹn, nếu là có đệ tử có thể đem luyện đan mức độ tăng lên tới thánh phẩm mà nói, như vậy, Trần Lạc đồng dạng là lại trợ giúp nó tăng lên tới thánh phẩm tư chất tu luyện. Tin tức này xuất hiện, nhất thời đốt lên rất nhiều không có chút nào hy vọng đệ tử nhiệt tình. Bọn họ quyết định, nương tựa theo luyện đan hoặc là luyện khí thủ đoạn lên bờ. Ngươi thằng ngu này, âm nguyên thảo cùng hỏa mai chi có thể thả cùng một chỗ sao? Trong đầu của ngươi trang đều là phân sao? Ta bình thường đều là làm sao dạy ngươi, Thái Huyền Đan Kinh không có nhìn à? Còn có ngươi, ai bảo ngươi Tử Nguyên Tinh có thể trực tiếp dùng hỏa thiêu, đầu óc không cần mời quyên cho hữu dụng người. Các ngươi thật sự là ta mang qua kém nhất một giới. Bạch Dược tại luyện đan đường trên móng vuốt không ngừng khoa tay, miệng phun hương thơm, thổ mạt hoành phi, cực kỳ kích động, thỉnh thoảng còn bắn ra một đạo linh lực đánh tại những đệ tử kia trên thân. Đông đảo đệ tử nơm nớp lo sợ, không dám có chút phản bác. Bọn họ biết, cái này chó đen tuy nhiên nhìn lấy không quá lấy điều, nhưng là, hắn luyện đan luyện khí cùng các loại thủ đoạn đều là đạt đến hóa cảnh, là hoàn toàn xứng đáng đại tông sư. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua lợi hại như vậy học rộng người, dưới tay hắn học tập, tuyệt đối là bọn họ trong đời một cái lớn vô cùng gặp gỡ. Chỉ cần có thể học nó một chút xíu tinh túy, chính là có thể trở thành cường đại luyện đan sư cùng luyện khí sư. Thiên Trúc Phong càng ngày càng tốt, nhìn lấy đông đảo nỗ lực tu hành. Dù cho bị phun máu chó đầy đầu vẫn là khiêm tốn hiếu học các đệ tử, Lý Văn Hiên tâm lý một trận vui mừng. Hắn là sớm nhất một nhóm đệ tử, nhìn lên trời Trúc Phong từng bước một mở rộng, đối với Thiên Trúc Phong có cảm tình sâu đậm. Lý Văn Hiên ngừng chân một hội sau, chính là rời đi, tiến về xem xét những đệ tử khác. Lý Sư Huynh chào buổi tối. Lý Sư Huynh, cho ta đến mấy cái đao, chính ta lão chặt không đúng. Lý Sư Huynh, đoạn mạch tu hành pháp thật không được sao? Ta thật không nghĩ từ bỏ đoạn mạch tu hành pháp nha. Lý Văn Hiên tại tiến lên thời điểm, gặp không ít Thiên Trúc Phong đệ tử, không ít đệ tử đều là hướng Lý Văn Hiên thỉnh giáo lấy tu hành phương pháp. Lý Văn Hiên mặc dù là hạng 2, nhưng là, tại nhiều Thiên Trúc Phong đệ tử trong mắt, đều là nhân vật cực kỳ khủng bố. Rốt cuộc, hiện tại Thiên Hiện Trúc Phong đệ tử đã là tiếp cận 4.000 tên, có thể thu được trước 300 người đã là cực kỳ khó khăn, lại càng không cần phải nói, Lý Văn Hiên liên tục thu được hạng 2,
là vô số đệ tử trong suy nghĩ thần tượng. Lý Văn Hiên cũng không có chút nào giá đỡ, trợ giúp đồng môn của mình giải quyết đủ loại vấn đề. Không chỉ có là Lý Văn Hiên, nhóm đầu tiên thêm vào Thiên Trúc Phong đệ tử trên cơ bản đều là cực kỳ nhiệt tâm, trợ giúp bọn họ cũng sẽ không ảnh hưởng chính bọn hắn tu luyện hiệu suất. Rất nhanh, Lý Văn Hiên chính là giải quyết đông đảo đệ tử vấn đề, tiếp tục tại Thiên Trúc Phong bốn phía tra xem ra. Những thứ này về sau thêm vào Thiên Trúc Phong đệ tử, tuy nhiên có không ít đều là thiên tư hơn người, nhưng là, tại Thiên Trúc Phong đỉnh cấp tu luyện hoàn cảnh, cùng vô số tài nguyên trồng chất hoàn toàn dưới. Thánh phẩm trở xuống tư chất tu luyện chênh lệch cũng có thể dùng cố gắng của mình, san bằng. Không biết có bao nhiêu từ tôn thiên phú kinh người đệ tử, đối với mình tàn tu luyện pháp cùng đoạn mạch tu hành pháp khịt mũi coi thường, đến mức tại tu luyện thi đấu bên trong thất bại, liền trước 300 còn không thể nào vào được. Sau cùng chỉ có thể xám xịt cầm lấy manh tân nhập môn sổ tay toàn lực nghiên cứu. Không có vấn đề, tuy nhiên những đệ tử này hiện tại đã là triệt để thói quen Thiên Trúc Phong tu luyện hoàn cảnh, nhưng là, còn chưa phát hiện bất kỳ một cái nào vô cùng phát triển. Lần này tu luyện thi đấu chiến thắng, ta quyết định được, Lý Văn Hiên tâm lý đại định, đã có 99% nắm chắc. Ngay sau đó, Lý Văn Hiên liền chuẩn bị rời đi, trở lại phòng tu luyện của mình tiếp tục tu luyện, nghênh đón ngày mai thuận lợi đăng đỉnh. Hô! 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 Đúng lúc này, Lý Văn Hiên đột nhiên nghe được một trận kéo dài tiếng lẩm bẩm. Lý Văn Hiên ngẩn người, cái thanh âm này, là có người đang ngủ. Sẽ không cảm giác ta bị sai đi, tại Thiên Trúc Phong cái này, cái tu luyện thánh địa lại có người có thể bị được không? Lưu Bàn Hùng Tâm. Lý Văn Hiên tại lòng hiếu kỳ điều khiển tìm kiếm lấy cái thanh âm này nơi phát ra. Theo thanh âm, Lý Văn Hiên chậm rãi hướng về khác một bên đi đến. Rất nhanh, Lý Văn Hiên đã tìm được tiếng nguyên chỗ. Tại Thiên Trúc Phong một cái linh khí nồng đậm núi rừng bên trong, một cái vóc người thanh niên cường tráng, chính ghé vào lượng khỏa linh thụ trung gian võng trên, nằm ngáy o o, cái kia tiếng lẩm bẩm cực kỳ vang dội, tựa hồ còn mang theo một loại luật động tiết tấu. Tại võng bên cạnh, một cái linh lực bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng một cái đỉnh lấy mắt quầng thâm, trong mắt tràn đầy tơ máu tuổi trẻ, chính đang sử dụng tự tàn tu hành pháp tại tu hành. Lý Văn Hiên không để ý đến cái kia ngay tại tu hành đệ tử, mà chính là nhìn về phía võng trên cái kia dáng người to con đệ tử. Không phải ảo giác của ta đi, vậy mà thật sự có người đang ngủ. Lý Văn Hiên dụi dụi con mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm về sau, tâm lý hiện lên vẻ kinh sợ. Đây là nơi nào tới thần ngủ, vậy mà có thể tại Thiên Trúc Phong ngủ. Lý Sư Huynh, ngươi đã đến, ta vừa vặn có vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Treo bên cạnh giường Dương Thừa Vọng nhìn đến Lý Văn Hiên tới, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Lý Văn Hiên tiếp lấy đồng dạng là tỉ mỉ giải quyết Dương Thừa Vọng vấn đề. Người sư đệ này là giải quyết xong cái vấn đề về sau, Lý Văn Hiên nhìn về phía bên cạnh chính đang ngủ ngon tuổi trẻ. Lý Sư Huynh, đây là biểu đệ của ta, Lưu Bàn, hắn có thích ngủ trứng, mỗi ngày đều buồn ngủ. Dương Thừa Vọng tiếp lấy gãi đầu một cái nói tiếp, thích ngủ trứng. Lý Văn Hiên cau mày, còn có chứng bệnh như vậy. Bất quá Lý Văn Hiên cũng không có quá mức để ý, hoang cổ đại lục không thiếu cái lạ, có những thứ này kỳ kỳ quái quái chứng bệnh không thể bình thường hơn được. Có thể tìm Bạch Dược trưởng lão tra xét. Lý Văn Hiên hỏi tiếp, Bạch Dược dung nhập Thiên Trúc Phong về sau, bởi vì năng lực xuất chúng, kiêm nhiệm rất nhiều chức vị, trị liệu các loại ốm đau cũng là Bạch Dược trưởng lão sở trường trò vui. Lý Sư Huynh, Bạch Dược trưởng lão nhìn, hắn thích ngủ đã là thâm nhập cốt tủy, không chữa được. Dương Thừa Vọng thành thành thật thật, Lý Văn Hiên thở dài, nhìn về phía Lưu Bàn ánh mắt mang theo có chút thương tiếc. Tại như vậy tốt tu luyện trong hoàn cảnh, lại chỉ có thể đắm chìm trong ngủ trong thống khổ, thực sự quá đáng thương. Ngay sau đó, Lý Văn Hiên lưu lại một số đan dược về sau, chính là rời đi. Biểu ca, đó là ai a? Lý Văn Hiên vừa rời đi không lâu, Lưu Bàn ngáp một cái, theo trong mê ngủ tỉnh lại. Cái kia chính là chúng ta Thiên Trúc Phong Lý Văn Hiên, Lý Sư Huynh. Dương Thừa Vọng nhìn lấy Lý Văn Hiên bóng lưng, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng chi ý. Há, cái kia tiếng tăm lừng lẫy lão nhị à. Lưu Bản vuốt vuốt ánh mắt của mình, tiếp lấy lên tiếng nói. Ngươi sao có thể nói như vậy Lý lão nhị Sư Huynh đâu? Phi, không đúng, ngươi sao có thể xưng hô như vậy Lý Sư Huynh? Muốn tôn trọng biết hay không, Lý Sư Huynh mặc dù là hạng hai, nhưng là, cũng là chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng tiền bối. Bên cạnh Dương Thừa Vọng khóe miệng nhỏ rút, nói tiếp. Lưu Bàn chép miệng, xác thực, một lần thứ hai còn có thể nói là vận khí, nhiều lần thứ hai, vậy coi như là thật ngưu bức, thỏa thỏa khống phân học bá nha. Ta đã biết, về sau ta gặp được Lý Lão Nhị Sư Huynh sẽ tôn trọng. Lưu Bàn tiếp lấy thành thành thật thật. Lý Lão Nhị Sư Huynh là người rất tốt, chúng ta muốn thường xuyên tôn trọng. Dương Thừa Vọng nói tiếp. Lưu Bàn gật một cái, đối với loại này nỗ lực chăm chỉ. Mà đối đồng môn tốt như vậy Sư Huynh, Lưu Bàn cũng là thích vô cùng. Đúng rồi, ngươi ngủ đủ tranh thủ thời gian tu luyện đi,
ngươi ngủ suốt ngày, ta đều không có ý tứ nói ngươi là ta mang tới, ta mặt mo đều muốn cho ngươi mất hết. Dương Thừa Vọng tiếp lấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Dương Thừa Vọng cũng là nhóm đầu tiên thêm vào Thiên Trúc Phong, tại Thiên Trúc Phong có nhất định uy vọng. Không ít người biết Dương Thừa Vọng tìm một cái ngủ suốt ngày biểu đệ tới, mặc dù mọi người đều là không nói thêm gì, nhưng là, Dương Thừa Vọng trong lòng vẫn là cảm giác khó chịu, luôn cảm giác mình biểu đệ tại sống uổng thời gian, lãng phí tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh. Biểu ca, ta không phải đã nói rồi sao? Ta không phải đang ngủ, ta là trong mộng tu hành. Lưu Bàn phản bác, được rồi, thu hồi ngươi cái kia một bộ đi, thần con mẹ nó trong mộng tu hành, ngươi thật đem mình làm thần ngủ sao? Ngày mai tu luyện thi đấu kết toán, ngươi muốn là không thể tiến vào trước 3.000 tên, tiếp xuống 7 ngày, một ngày cũng đừng nghĩ ngủ. Dương Thừa Vọng đánh tiếp gãy mất Lưu Bàn. Yên tâm đi, ta trong mộng tu hành pháp không có vấn đề, trước 3.000 khẳng định không có vấn đề, mục tiêu của ta là trước 3. Lưu Bàn ánh mắt dấy lên hùng hùng liệt hỏa. Đi qua thời gian dài tu hành, Lưu Bàn đối trong mộng của chính mình tu hành pháp đã là có chút quen thuộc. Tuy nhiên còn không có cùng Thiên Trúc Phong hiện tại danh tiếng chính thịnh tự tàn tu luyện pháp chính thức so qua, nhưng là, Lưu Bàn cảm giác, pháp quyết của mình không kém gì cái này, tại phương diện nào đó tới nói, còn càng mạnh. Thôi đi, biểu đệ, mộng đã tỉnh, bây giờ không phải là tưởng tượng thời gian, ngươi nếu có thể cầm trước 3, ta trực tiếp nhận ngươi làm cha. Dương Thừa Vọng một mặt khinh thường nói. Dương Thừa Vọng gặp nhiều tâm cao khí ngạo manh tân, nguyên một đám mắt cao hơn đầu, muốn khai sáng tân pháp đánh vỡ tự tàn tu luyện pháp lũng đoạn địa vị. Nhưng là, đều không ngoại lệ đều thất bại, sau cùng bị tự tàn tu luyện pháp tin phục, toàn lực tu hành tự tàn tu luyện pháp. Có lẽ tương lai thật sẽ có thiên tài tuyệt thế như vậy xuất hiện, nhưng là, tuyệt đối không có khả năng là chính mình cái này mỗi ngày ngủ ngon biểu đệ, không thể nào, điều đó không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Bắc Yêu Châu, Linh Hồ tộc trưởng một cái linh lực cực kỳ dư giả trong cung điện. Cung điện chỗ sâu, từng đợt kinh khủng linh lực hướng về chỗ sâu trung ương một thanh niên trung ương mãnh liệt, mà đi. Rồi rào vận chuyển linh khí cơ hồ muốn uy áp toàn bộ đại điện. Thanh niên thể nội, màu vàng thánh chi khiếu huyệt đang không ngừng hấp thu linh lực, theo linh lực tràn vào, thánh chi khiếu huyệt tựa hồ muốn bị lấp đầy. Ầm ầm. Nửa ngày về sau, một trận mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên, thanh niên thể bên trong cái thứ nhất thánh chi khiếu huyệt hoàn toàn tràn đầy, một đạo trấn áp thiên địa khí thế tại thanh niên quanh thân lưu chuyển. Toàn bộ đại điện run rẩy không ngừng, tựa hồ hoàn toàn không chịu nổi cái này khí thế khủng bố. Đột phá, đại thánh cảnh nhị trọng thiên. Trần Lạc chậm rãi mở mắt, đại thánh cảnh nhị trọng thiên khí thế tại Trần Lạc trên thân hiển hiện. Linh lực trong cơ thể đã là bắt đầu hướng về cái thứ hai thánh chi khiếu huyệt mãnh liệt mà đi. Nguyên bản Trần Lạc còn cần chí ít 10 ngày mới có thể đột phá, nhưng là bởi vì hợp nhất linh hồ tộc rất nhiều đỉnh cấp cường giả còn có thiên phú tộc nhân, tại bọn họ tu luyện hiệu quả trả về phía dưới, Trần Lạc tu luyện tốc độ lần nữa tăng vọt, đạt đến một cái dị thường mức độ biến thái. Ngắn ngủi 3 ngày chính là đột phá bình cảnh, đạt đến đại thánh cảnh nhị trọng thiên, cái tốc độ này nhường Trần Lạc chính mình cũng có chút chấn kinh. Sư tôn, linh hồ tộc người đã là tập kết hoàn tất, tùy thời có thể xuất phát. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm dễ nghe vang lên. Người mặc màu trắng lưu tiên quần, dáng người yểu điệu, tươi cười rạng rỡ Giang Thi Hàm chậm rãi đi đến. Lúc này Giang Thi Hàm trên người có cực kỳ cường đại linh hồn lực ba động, hiển nhiên linh hồn lực đã là đến phi thường cường đại cấp độ. Mấy ngày nay, Trần Lạc trên cơ bản đều là nhiệt tâm đang trợ giúp Giang Thi Hàm tăng lên linh hồn lực, Giang Thi Hàm linh hồn lực lượng cũng là bởi vì này tăng lên rất nhiều. Thi Hàm, linh hồn lực của ngươi có phải hay không đạt tới thánh nhân cảnh đỉnh phong? Trần Lạc cảm nhận được Giang Thi Hàm linh hồn lực lượng ba động, hỏi tiếp. Đúng, đã đạt tới thánh nhân giai đỉnh phong. Giang Thi Hàm mỉm cười nói. Đã như vậy liền sẽ giúp ngươi tăng lên một chút đi, đột phá tới thánh vương giai đi. Trần Lạc tiếp lấy nhìn về phía Giang Thi Hàm, trong mắt mang theo có chút nóng rực. Hiện tại sao? Mộ sư tỷ tại cung điện bên ngoài đâu? Giang Thi Hàm thanh lãnh gương mặt đỏ bừng, cả người lộ ra kiểu diễm vô cùng. Không sao, cái tiểu nha đầu này lại không phải lần đầu tiên nghe lén. Trần Lạc mỉm cười, tiếp lấy triển khai rời đi linh hồ tộc. Giang Thi Hàm hơi hơi cắn môi đỏ, kiểu diễm ướt át. Trần Lạc mà nói nhường trong lòng của nàng càng thêm phức tạp, trong đó còn kèm theo một tia không hiểu khoái ý. Lấy nàng cùng Trần Lạc cường đại linh hồn lực, tự nhiên là cảm ứng được Mộ Lạc Ly ở bên ngoài tiểu động tác. Bất quá, đã Trần Lạc đều không có ngăn cản mà nói, Giang Thi Hàm cũng không tiện nói thêm cái gì. Rất nhanh, trận pháp bố trí xuống, một đạo huyền diệu khí thế bao phủ cái cung điện này. Nhìn lấy chung quanh bố trí tốt trận pháp, Giang Thi Hàm thân thể run rẩy, tuy nhiên hai người bây giờ còn chưa có nhục thân tương dung. Nhưng là, thần hồn giao dung mỹ diệu viễn siêu nhục thân ở giữa mỹ diệu. Liên tục mấy ngày cường độ cao thần hồn giao dung,
lại thêm linh hồn lực cấp tốc tăng trưởng, nhường Giang Thi Hàm đều có chút xa vào. Sư tôn, lần này chúng ta được nhanh điểm, linh hồ tộc tất cả mọi người là tập kết hoàn tất. Giang Thi Hàm tiếp lấy nói khẽ. Yên tâm, lần này rất nhanh, chỉ là giúp ngươi tấn cấp. Trần Lạc mỉm cười, tiếp lấy tay phải vung lên. Một đạo huyền diệu linh lực đem Giang Thi Hàm dẫn tới chính mình chính đối diện. Sư tôn, cái kia, chúng ta, bắt đầu đi. Giang Thi Hàm gương mặt đỏ bừng nói, tiếp lấy nhắm mắt lại, thả ra thần hồn của mình. Trần Lạc đồng dạng là thả ra thần hồn của mình. Hai người thần hồn sau khi đi ra, chính là bắt đầu dung hợp tăng lên. Sau một lát, trong cung điện vang lên cực kỳ diệu thanh âm. Đáng giận, tên tiểu yêu tinh này, thực sự quá ghê tởm, mấy ngày nay mỗi ngày chiếm lấy sư tôn đều không thời gian giúp ta thức tỉnh huyết mạch. Tại cửa cung điện Mộ Lạc Ly gương mặt đỏ đến đều nhanh chảy nước. Bên trong kỳ quái dị động nhường Mộ Lạc Ly bước chân đều có chút bất ổn. Mộ Lạc Ly rất muốn rời đi nơi này, nhưng là thanh âm bên trong dắt vòng quanh tinh thần của nàng, thân thể rất thành thật lưu lại. Rất nhanh, cung điện cửa cũng là vang lên có chút run rẩy tiếng hít thở. Ngày thứ hai, linh hồ tộc một chỗ to lớn vô cùng linh trong đất. Linh địa bên trong có không ít tụ linh trận, hình còn có không ít linh thực, tản ra cực kỳ nồng nặc linh lực. Số lớn linh hồ tộc tộc nhân ở chỗ này tu luyện, hấp thu chung quanh linh lực. Tộc trưởng, phong chủ làm sao còn không có tới? Linh địa trung ương, Hồ Mị Nhi nghi ngờ hỏi. Hôm qua Giang Thi Hàm chính là nói đi mời phong chủ, tới, mời một ngày cũng còn không có tới. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là được. Bên cạnh Hồ Mai Diễm chậm rãi nói. Tại bên cạnh hai người, còn có không ít linh hồ tộc tiền bối, đều là thực lực cực mạnh đại thánh cấp bậc cường giả. Có Tiểu Bạch uy áp cùng Hồ Mai Diễm toàn lực phối hợp, linh hồ tộc tất cả đỉnh cấp cường giả đều là quyết định thêm vào thiên trúc phong. Rất nhiều thiên phú hơn người hậu bối đồng dạng là như thế, toàn bộ gia nhập số lượng tiếp cận 1.000 tên. Thánh nhân trở lên đỉnh cấp cường giả có 100 vị, thánh vương giai cùng đại thánh giai tuyệt đỉnh cường giả cũng là khoảng chừng 30 vị nhiều. Đây đều là linh hồ tộc nội tình cùng tương lai, Hồ Mai Diễm cử động lần này thế nhưng là đem toàn bộ linh hồ, tộc đều là đặt ở Trần Lạc trên thân. Trần Lạc cũng không có nhường Hồ Mai Diễm thất vọng, đưa cho số lớn tài nguyên tu luyện, nhưng tất cả thêm vào thiên trúc phong linh hồ tộc đều là có sung túc tài nguyên tu luyện. Những cái kia có thánh phẩm tư chất linh hồ tộc tộc nhân, Trần Lạc cũng là hết thảy thu làm chính thức đệ tử. Đồng thời ban cho đỉnh cấp công pháp, đến mức những cái kia không có bị tuyển chọn, Trần Lạc cũng là lưu lại không ít tài nguyên, ở chung quanh bố trí không ít đỉnh cấp đại trận, bảo vệ hộ an toàn của bọn hắn. Lạc Ly, làm sao, ai khi dễ ngươi, nói cho ta biết, hiện tại ta trưởng quản lấy toàn bộ linh hồ tộc, liền không có ta giải quyết không được sự tình. Linh địa khác một bên, Tiểu Bạch sắp xếp bộ ngực của mình đối bên cạnh dầu dĩ không vui Mộ Lạc Ly nói. Trước đây không lâu, Mộ Lạc Ly ánh mắt u oán từ bên ngoài đi ra. Bước chân đều có chút phù phiếm. Hừ, sư tôn cùng Giang Thi Hàm khi dễ ta, ngươi đi đánh bãi bình bọn họ đi. Mộ Lạc Ly nhếch miệng nói. Lạc Ly, ngươi nói cái gì, ta làm sao nghe không được, ta đói, ta muốn đi ăn cái gì. Tiểu Bạch liền vội vàng xoay người chuồn đi. Đối với Trần Lạc cùng những thứ này chuyện của nữ nhân, Tiểu Bạch không nghĩ vạch tội cùng. Mộ Lạc Ly hơi hơi cắn môi đỏ, không nói thêm gì, tựa hồ đã sớm biết Tiểu Bạch không dám vạch tội cùng. Ai, Lạc Ly thật sự là quá tính trẻ con. Chủ nhân không phải liền là họa theo hàm đánh một chút trước sao, có cái gì tốt tức giận. Tiểu Bạch trong lòng nói thầm, tiếp lấy chạy đến khác một bên tìm linh hồ tộc thị nữ tìm cho mình ăn ngon. Trần Lạc cùng Giang Thi Hàm thần thanh khí sảng rời đi cung điện. Giang Thi Hàm trong đầu, tinh thần lực dồi dào vô cùng, đã là tăng lên tới thánh vương giai. Đa tạ sư tôn. Tươi cười rạng rỡ Giang Thi Hàm đối Trần Lạc cảm kích nói. Hiện tại, Giang Thi Hàm là triệt để bị Trần Lạc khuất phục, tinh thần lực cấp tốc tăng lên. Nhưng Giang Thi Hàm đối với tương lai tìm Tiêu Phàm báo thù nhiều hơn không ít lực lượng. Không có việc gì, ta là ngươi sư tôn, trợ giúp ngươi là cần phải. Trần Lạc sờ lên Giang Thi Hàm mái tóc. Giang Thi Hàm thần hồn lực lượng tăng lên, đồng dạng cũng sẽ cho Trần Lạc cung cấp đại lượng tu luyện hiệu quả trả về. Trải qua mấy ngày nữa không biết ngày đêm tu luyện, Trần Lạc tinh thần lực cũng là đạt đến phi thường cao sâu cấp độ. Hai người tiếp lấy sóng vai hướng về linh hồ tộc quảng trường đi đến. Sư tôn, ngươi rốt cục ra đến rồi. Hai người vừa tới gần quảng trường không lâu, Trần Lạc chính là nghe được một trận thanh âm thanh thúy dễ nghe. Một bộ màu xanh nhạt váy dài, dáng người nhỏ bé Mộ Lạc Ly bước nhanh đi tới Trần Lạc bên người. Mộ Lạc Ly ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Trần Lạc bên cạnh Giang Thi Hàm, trong ánh mắt có chút khiêu khích chí. Giang Thi Hàm nhìn như không thấy, chỉ tiếp tục cùng Trần Lạc hướng về phía trước đi đến. Nhìn đến Giang Thi Hàm hoàn toàn không nhìn chính mình, Mộ Lạc Ly hận đến nghiến răng, nhưng là lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Sư tôn, rất lâu không có cho ta thức tỉnh huyết mạch, nhanh cho ta thức tỉnh huyết mạch.
Mộ Lạc Ly tiếp lấy chậm rãi đối Trần Lạc nói, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Trần Lạc. Ngoan, chờ sắp xếp xong xuôi linh hồ tộc sự tình, sẽ giúp ngươi. Trần Lạc sờ lên thiếu nữ đầu lâu nói. Mộ Lạc Ly trong mắt tràn đầy thất lạc, nhưng là, vẫn là nhu thuận gật một cái, tiếp lấy ôm lấy Trần Lạc cách cánh tay, cùng một chỗ hướng về quảng trường đi đến. Phong chủ, chúng ta linh hồ tộc người đã là tập kết hoàn tất, tùy thời có thể xuất phát. Cách đó không xa Hồ Mai Diễm thấy được Trần Lạc tới, đồng dạng là cung kính đi tới Trần Lạc bên người. Còn có rất nhiều linh hồ tộc cao tầng đều là cung kính cho Trần Lạc hành lễ. Vậy chúng ta bây giờ liền rời đi linh hồ tộc, tiến về Thiên Trúc Phong đi. Trần Lạc gật một cái, nói tiếp. Nói xong, Trần Lạc lấy ra một chiếc to lớn vô cùng đại hình phi chu. Cái này phi chu là tối đỉnh cấp thánh phẩm đại hình phi chu, đủ để dung nạp hơn 1000 người đội ngũ. Mà lại, chung quanh điêu khắc dị thường trận pháp cường đại, có thể rất tốt bảo hộ lấy phi chu. Đại gia leo lên phi chu, chuẩn bị rời đi. Trần Lạc tiếp lấy lên tiếng nói. Ngay sau đó, tại hồ Mai Diễm an bài xuống, từng người linh hồ tộc nhân bắt đầu leo lên phi chu. Đúng rồi, phong chủ, ngươi muốn ta tìm kiếm thần phẩm tư chất người, có hạ lạc. Đúng lúc này, hồ Mai Diễm tựa hồ nghĩ tới điều gì, tiếp lấy kết Trần quả, Lạc nói. Trần Lạc ánh mắt sáng lên, thần phẩm tư chất người tìm được. Tại nhận được tu luyện ràng buộc nhiệm vụ ấp cấp về sau, liền để cho hồ Mai Diễm bắt đầu giúp mình tìm kiếm. Rốt cuộc, là muốn mời vị thần phẩm thiên phú tu luyện đệ tử, vẫn có chút khó khăn. Có người khác cùng một chỗ giúp đỡ tìm kiếm, hiệu suất khẳng định cao hơn một chút. Chỉ là không nghĩ tới, Hồ Mai Diễm nhanh như vậy liền có đầu mối. Nói một chút đi, cái kia thần phẩm tư chất người ở nơi nào? Trần Lạc tiếp lấy truy vấn. Phong chủ, là trung vực Tần gia lượng vị công tử, bọn họ đều là thần phẩm tư chất, thiên phú dị thường cường đại. Hồ Mai Diễm môi anh đào hé mở, nói tiếp. Hai vị. Trần Lạc đồng tử co rụt lại, Tần gia, vẫn là một chút ra hai vị thần phẩm tư chất. Tần gia, là cái kia đế tộc Tần gia sao? Trần Lạc hỏi tiếp. Trung vực có một cái Tần gia, là đế tộc, trước kia tại Hoang Cổ Đại Lục có hiển hách uy danh, là thực lực đỉnh phong đế tộc. Nhưng là, bởi vì Tần gia ra một chút biến cố, đằng sau xuống dốc, nghe nói, liền cực đạo đế binh đều bị cướp đi. Hiện tại, mặc dù có đế tộc danh tiếng, nhưng là, đã không có đế tộc thực lực. Không sai, cũng là cái kia đã xuống dốc đế tộc. Hồ Mai Diễm tiếp lấy giải thích nói. Một cái xuống dốc đế tộc. Vậy mà xuất hiện hai vị thần phẩm tư chất tu luyện hậu bối, xem ra, cái này Tần gia, muốn bay lên. Cái kia hai tên gia hỏa là cái gì thể chất? Trần Lạc hỏi tiếp. Thần phẩm thiên phú tu luyện chính là đại biểu cho bọn họ đều là, có cường thế vô cùng thể chất, rốt cuộc, Tần gia đã là xuống dốc, không có cực đạo đế binh chấn áp tộc bao hàm. Không thể nào có giống Vương Thông một dạng, trời sinh có nồng đậm đế huyết tồn tại. Về phong chủ, hai người đều là tuyệt thế vô song thể chất. Một cái tên là Tần Phong, trời sinh chính là mang theo có chí tôn cốt, một cái khác tên là Tần Dịch, hậu thiên giác tỉnh đế lạc trùng đồng. Hồ Mai Diễm chậm rãi nói, chí tôn cốt cùng đế lạc trùng đồng. Trần Lạc ngẩn người, hai thứ này, có gan không hiểu cảm giác quen thuộc. Sẽ không phải là Tần Dịch đào Tần Phong chí tôn cốt đi. Trần Lạc tiếp lấy sắc mặt cổ quái mà hỏi, không phải. Hồ Mai Diễm hồi đáp, không phải liền tốt, Trần Lạc tâm lý không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Dạng này liền không cần lo lắng lượng người sinh tử đối mặt, có thể đem hai người đều nhận lấy. Tần Phong đem Tần Dịch đế lạc trùng đồng đào. Hồ Mai Diễm nói tiếp. Trần Lạc, Thiên Trúc Phong. Bên trên bầu trời trăng sáng treo cao, sáng ngời ánh trăng đốt sáng lên toàn bộ Thiên Trúc Phong. Thiên Trúc Phong trên quảng trường, tụ tập đại lượng Thiên Trúc Phong đệ tử, bọn họ một bên tu luyện, một bên chờ đợi tu luyện thi đấu kết toán. Thật kích động a, lại là 7 ngày một lần tu luyện thi đấu kết toán ngày. Không biết hôm nay ai có thể đăng đỉnh, thành công lên bờ. Đem so sánh với ai có thể đăng đỉnh, ta càng tò mò hơn là, đoạn mạch tu hành pháp có thể hay không trọng trấn vinh quang. Tự tàn tu luyện pháp đã trấn áp Thiên Trúc Phong lâu như thế, đoạn mạch tu hành pháp không biết cái gì thời điểm có thể quật khởi a. Nghe nói lần này một vị sư huynh đối đoạn mạch tu hành pháp có đột phá mới, không biết có thể hay không đánh phá tự tàn tu luyện pháp mù mịt. Quảng trường khác một bên, rất nhiều tu hành đoạn mạch tu hành pháp người đang líu díu thảo luận. Tuy nhiên tự tàn tu luyện pháp hiện tại như mặt trời giữa trưa, nhưng là, vẫn là có người khổ kiên trì đoạn mạch tu hành pháp, nghĩ đến đoạn mạch tu hành pháp có thể trọng thay đổi sinh cơ, đến lúc đó, một lần nữa đoạt lại bọn họ đã từng có được qua hết thảy. Đột phá mới, làm sao có thể? Quảng trường một khỏa linh bên cạnh cây, đang tu luyện Lý Văn Hiên lắc đầu. Hắn biết cái kia vị đệ tử, đối đoạn mạch tu hành pháp lại là tiến hành một số điều chỉnh, nhưng là, bằng vào một chút xíu tăng. Lên có thể không có cách nào đánh vỡ tự tàn tu luyện pháp thống trị địa vị. Văn Hiên, ta đã nhìn qua, nhóm đầu tiên trong các đệ tử, tu luyện của ngươi hiệu suất là cao nhất, lần này ngươi đệ nhất tuyệt đối là 10 phần chắc 9.
Một thanh âm vang lên, Hà Triển Quang từ nơi không xa chậm rãi đi tới, trong mắt tràn đầy ý cười. Trước đó do với mình dùng một chút tiểu thủ đoạn, thu được thứ nhất, Hà Triển Quang đối Lý Văn Hiên có chút áy náy chi tình, liền đưa cho nó không ít trợ giúp, 10 phần chắc 9. Lý Văn Hiên nhíu mày, cái này còn không có mất thăng bằng sao? Bất quá, nghĩ đến chính mình những ngày này nỗ lực, Lý Văn Hiên vẫn là không nói thêm gì, chính mình không sợ hết thảy, tất nhiên đăng đỉnh. Ngay sau đó, Lý Văn Hiên chính là tại linh bên cạnh cây chờ đợi kết toán bắt đầu. Biểu đệ, chớ ngủ. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đâu. Quảng trường khác một bên trong góc, Dương Thừa Vọng nắm kéo bên cạnh một cái ngay tại mê man lưu bàn nói. Chung quanh có không ít người đều là kinh dị nhìn chằm chằm ngay tại mê man lưu bàn. Cái kia cũng là Dương sư huynh biểu đệ sao? Quả nhiên như nghe đồn đồng dạng, ưa thích ngủ. Ai, thật hâm mộ hắn, còn có thể ngủ được, lão tử đều 2 tháng không có chợp mắt. Đúng vậy a, thực tên hâm mộ a. Loại thời điểm này cũng có thể ngủ, không thể không thừa nhận, Dương sư huynh biểu đệ cũng là nhân tài. Người chung quanh đều là nhỏ giọng nghị luận, đối lưu bàn ngủ cảm giác được vô cùng ngạc nhiên. Dương Thừa Vọng mặt đều đen, lão tử mặt đều bị cái này thần kỳ biểu đệ vứt sạch. Được rồi, dù sao đều như vậy, nhường hắn ngủ tiếp đi. Dương Thừa Vọng thở dài, không lại xoắn suýt lưu bàn ngủ sự tình. Các ngươi biết cái gì, ta là trong mộng tu hành, cũng không phải đang ngủ. Không bao lâu... Lưu Bàn theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ngáp một cái nói. Trong mộng tu hành, gia hỏa này không phải là chưa tỉnh ngủ đi. Ta đoán chừng là, ngủ suốt ngày, lấy vì mình đang nằm mơ đây. Ai, Dương Sư Huynh thật tốt, làm sao có như thế một cái đồng hồ đệ. Nói không chừng người ta, thật có thể giống Đại Long Lão Tổ cùng Thủ Thành Lão Tổ một dạng, tự khai một đường đây. Người chung quanh nghe Lưu Bàn mà nói đều là nhỏ giọng nghị luận, cũng không có quá nhiều lưu ý. Cũng có người nói Lưu Bàn thật có khai sáng tân pháp chi tư. Bất quá, đều là điều giai chiếm đa số. Dương Thừa Vọng mặt càng đen hơn, trong mộng tu hành, lời này của ngươi nói với ta liền tốt, ở loại địa phương này nói, quả thực cũng là tại. Ngay sau đó, Dương Thừa Vọng tiếp lấy chừng Lưu Bàn liếc một chút, nhưng hắn không muốn mất mặt. Thế nhưng là, ta nói là sự thật nha, Lưu Bàn trong lòng nói thầm. Lưu Bàn chính muốn phản bác, nhưng là, nhìn lấy biểu ca cái kia cơ hồ muốn ăn thịt người ánh mắt, liền nhắm lại miệng của mình. Bên kia đang thảo luận cái gì, làm sao náo nhiệt như vậy? Nơi xa linh bên cạnh cây Lý Văn Hiên nhíu mày, luôn cảm giác có chút tâm thần bất an. À, bên kia có cái manh tân ngủ choáng váng, nói muốn trong mộng tu luyện. Bên cạnh một vị thiên trúc phong đệ tử nói. Lý Văn Hiên cau mày, trong mộng tu luyện, còn có thể như thế tu luyện à? Lý Sư Huynh, Đại Long Lão Tổ tới, bắt đầu tuyên bố tu luyện thi đấu kết quả. Ngay tại Lý Văn Hiên chuẩn bị tiếp tục truy vấn thời điểm, tên đệ tử kia tiếp lấy hưng phấn nói. Lý Văn Hiên tiếp lấy thu liễm suy nghĩ của mình. Nhìn về phía quảng trường phía trên. Trên quảng trường nơi, Lý Đại Long đã là thống kê xong hết thảy tin tức, trong tay cầm một cái sách nhỏ. Khụ khụ, yên lặng, đến đón lấy tuyên bố lần này tu luyện thi đấu kết quả. Lý Đại Long trầm giọng nói. Ngay sau đó, quảng trường mấy ngàn tên đệ tử tất cả đều là nín thở, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy trên quảng trường nơi Lý Đại Long. Lần này tu luyện thi đấu, hạng 1, Lưu Bàn, gia tăng linh lực số lượng 28,535 sợi. Hạng 2, Lý Văn Hiên. Gia tăng linh lực số lượng 1.5 vạn. Hạng 2 Lý Văn Hiên. Lý Văn Hiên đầu ông, trong đầu không ngừng vang trở lại hạng 2 mấy chữ này. Chương 170, ta còn đại mộng tu hành pháp. Lý Văn Hiên chỉ cảm thấy huyết mạch có chút ngược dòng, muốn tự tử đều có. Hạng 2, tại sao lại là hạng 2, đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Bên cạnh Hà Triển Quang cũng là ngẩn người, nét mặt đầy kinh ngạc chi sắc, hắn đã dò xét rất rõ ràng, không ai có thể so ra mà vượt Văn Hiên. Lý Văn Hiên vậy mà lại là hạng 2. Cái này, thật bất khả tư nghị đi. Cái kia Lưu Bàn là cái quỷ gì, là manh tân sao? Vậy mà ra một cái lợi hại như vậy manh tân. À, ta xxx Hà Triển Quang chính muốn an ủi Lý Văn Hiên, chính là nghe được một trận thần kỳ chú ngữ. Bên cạnh Lý Văn Hiên cuồng loạn, đại tiếng giống giận nói, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ quảng trường. Lý Sư Huynh làm sao vậy, làm sao kích động như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn đến Lý Sư Huynh kích động như vậy. Lý Sư Huynh lại đạt được hạng 2, quá kích động đi cần phải. A, các ngươi biết cái gì, hạng 2 tính là gì, ta nghe nói Lý Sư Huynh lần này làm xong niềm tin tuyệt đối, vốn cho rằng sẽ thu hoạch được thứ nhất, không nghĩ tới vẫn là thứ hai. Không có người sẽ nhớ đến hạng 2, trừ phi người kia một mực là hạng 2. Không, trừ phi người kia là Lý Sư Huynh. Người chung quanh thấy được cách đó không xa có chút cuồng loạn Lý Văn Hiên, ao ao là nghị luận nói. Có thật nhiều người không hiểu, vì cái gì thu được hạng 2 còn như thế sụp đổ. Nhưng là, những cái kia nhóm đầu tiên người liền rất rõ ràng. Loại kia khoảng cách thành công cách chỉ một bước cảm giác thật sự là, quá khó tiếp thu rồi. Lại càng không cần phải nói,
Lý Văn Hiên đã là rất nhiều lần, biến thành người khác đã sớm là hỏng mất. Rất nhanh, Lý Văn Hiên cũng là điều chỉnh tốt tâm tình của mình, nhưng là, vẫn là hô hấp to khỏe, trán nổi gân xanh lên. Hiển nhiên, vẫn là không quá có thể tiếp nhận kết quả này. Ấy, cái kia thứ nhất gọi Lưu Bàn, tựa như là Dương Thừa Vọng sư huynh cái kia ngủ suốt ngày biểu đệ. Cái gì, Lưu Bàn không là vừa vặn cái kia nói trong mộng tu hành pháp quỷ lười, sẽ không phải thật làm cho hắn thành công đi, trong mộng tu hành pháp, mẹ nó, lại bước phát triển mới pháp. Cái gì quỷ lười, ngươi lại nói cái gì gọi là quỷ lười, hiện tại muốn gọi thần ngủ lão tổ. Ô ô ô, nước mắt mắt, rốt cục ra một cái chẳng phải âm gian tu hành phương pháp, ta đã một tháng không có chợp mắt, đầu đều muốn chọc, nhanh, trong mộng tu hành pháp nhanh điểm đi ra, ta muốn học tập. Ta cũng giống vậy. Một. Rất nhanh, mọi người nghị luận mục tiêu chính là chuyển rời đến Lưu Bàn trên thân. Tuy nhiên tự tàn tu hành pháp rất lợi hại, nhưng là, vẫn còn có chút manh tân vẫn là không có hoàn toàn thích ứng. Lưu Bàn tân pháp xuất hiện, để bọn hắn đều thấy được ánh dạng đông. Mà lại, Lưu Bàn tân pháp linh lực tăng lên số lượng là Lý Văn Hiên tiếp cận gấp 2, hiển nhiên là, vô cùng có tiềm lực. Nếu là có thể chiếm trước tiên cơ, như vậy, tương lai, nói không chừng bọn họ những thứ này manh tân, cũng có thể có cơ hội đăng đỉnh. Biểu đệ, ngươi trong mộng tu hành pháp lại là thật. Quảng trường cách đó không xa, Dương Thừa Vọng trợn mắt hốc mồm, không dám tin nhìn trước mắt biểu đệ. Hắn không nghĩ tới, biểu đệ của mình vậy mà thu được thứ nhất, vẫn là giành trước hạng hai nhiều như thế, thật sự là quá kinh khủng. Cái này thật chính là mình cái kia ngủ suốt ngày biểu đệ sao? Ngủ có thể tăng lên linh lực, vậy mình mỗi ngày liều mạng tu luyện, có ý nghĩa gì? Để ngươi tiến trước 3000, không có để ngươi trực tiếp đến thứ nhất a. Dương Thừa Vọng tâm lý không còn gì để nói, cái này chính là thiên tài sao? Bất quá, Dương Thừa Vọng cũng là vì biểu đệ của mình có thể được thứ nhất cảm thấy cao hứng. Đương nhiên là thật, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi, đúng, ta thu được thứ nhất, ngươi phải gọi ta cái gì tới? Lưu Bàn mỉm cười, nói tiếp. Cha, xin gọi ta tân pháp đi, ta là cha ngươi, không, ngươi là cha ta cha. Dương Thừa Vọng tiếp lấy không chút do dự hô. Lưu Bàn khóe miệng nhỏ rút, còn thật kêu, ta chỉ là mở cái trò đùa a. Khụ khụ, không có vấn đề, chờ sau đó ta liền dạy ngươi. Lưu Bàn tiếp lấy nhỏ giọng nói. Hiện tại mời Lưu Bàn sư đệ tới nói một chút tu luyện tâm đắc đi. Đúng lúc này, trên quảng trường nơi Lý Đại Long mở miệng nói, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy xa xa Lưu Bàn. Bên cạnh những người khác cũng là nhìn chằm chằm Lưu Bàn, nhìn lấy cái này khai sáng tân pháp manh tân, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Cũng có người khe khẽ bàn luận lấy, trong lời nói đều là đối Lưu Bàn kính nể. Lưu Bàn tiếp lấy ngẩng đầu ưỡn ngực, tiến về Lý Đại Long bên người, chuẩn bị chia sẻ chính mình tân pháp. Khụ khụ, đại gia hỏa, ta là Lưu Bàn, ta sở dĩ có thể thu được thứ nhất, là bởi vì ta không cẩn thận khai sáng tân pháp, cái này tân pháp, ta quản hắn gọi là đại mộng tu hành pháp. Cách đó không xa Lý Văn Hiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên quảng trường Lưu Bàn, chỉ cảm thấy đầu óc đều muốn bơm cơ. Là cái kia, lúc đó đang ngủ Lưu Bàn sư đệ. Thật là hắn, ta sớm nên nghĩ tới, cái nào có người có thể ở loại địa phương này ngủ, ta sớm nên nghĩ tới. Lý Văn Hiên chỉ cảm thấy tâm lý nhận lấy một vạn điểm bạo kích. Chính mình cần cù chăm chỉ tu luyện, đang chuẩn bị đoạt được thứ nhất, lại xuất hiện cái tân pháp, đại mộng tu hành pháp. Nhưng là, từ đối với đệ nhất khát vọng, Lý Văn Hiên vẫn là đè xuống trong lòng suy nghĩ, chăm chú lắng nghe Lưu Bàn tâm đắc chia sẻ. Đại mộng tu hành pháp, tên như ý nghĩa, cũng là trong mộng tu hành phương pháp. Trước đó Đại Long lão tổ cùng Thủ Thành lão tổ tu hành phương pháp ta, cũng nghiên cứu qua, đúng là đỉnh cấp tu hành phương pháp, ta đại mộng tu hành pháp, cũng là theo bọn họ tu hành pháp ở bên trong lấy được gợi ý. Tự tàn tu hành pháp hạch tâm liền là, thông qua tự tàn kích thích thân thể chúng ta tiềm lực, để cho chúng ta tu hành tốc độ đạt được nhanh chóng tăng lên, như vậy có hay không một loại phương pháp, có thể không thương tổn tới mình lại có thể tăng lên tu luyện tốc độ đâu, ta ngủ thật lâu, rốt cục nghĩ đến, chúng ta vì cái gì không thể lừa gạt mình đại não cùng thân thể, nhưng đầu óc của chúng ta cùng thân thể cho là chúng ta là tuyệt thế thiên tài, để cho chúng ta tu hành tốc độ đạt được tăng lên, mà muốn lừa gạt mình đại não cùng thân thể. Trong mộng là thích hợp nhất, sau đó, đại mộng tu hành pháp chính là ra đời. Trên quảng trường nơi Lưu Bàn miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt kể chính mình đại mộng tu hành pháp tu luyện tâm đắc, hạ phương đông đảo đệ tử nghe được sừng sốt một chút. Còn có loại thủ đoạn này, cái này thần ngủ lão tổ thật con mẹ nó là một thiên tài a. Cách đó không xa, Mạc Thủ Thành, Vương Phong chờ đông đảo chính thức đệ tử, cũng là một mặt khiếp sợ nhìn lấy trên đài Lưu Bàn. Lừa gạt mình đại não cùng thân thể, nguyên lai, còn có thể dạng này tu luyện sao? Đại mộng tu hành pháp, Lưu Bàn sư đệ thật là đại tài a, có thể nghĩ ra bực này tu hành phương pháp. Bên cạnh có chút tiểu tụy Lâm Thủy Nguyệt chậm rãi nói, trong ánh mắt có ý động chi sắc.
lâu dài sử dụng tự thể tản tu hành pháp, lại thêm không ngủ không nghỉ tu luyện, nhưng nguyên bản tuyệt sắc rung động lòng người, da thịt thủy nộn lâm thủy nguyệt đều tiểu tụy rất nhiều, đỉnh lấy cái mắt quầng thâm.